xin chào mừng tất cả anh chị em chúng ta đã đến với buổi livestream ngày thứ 14 trong bộ về NOB và trong cái hành trình người xuất chúng trong cái group của chúng ta. Và hôm nay ở đây thì có một vị khách mời để đến chia sẻ với chúng ta về một cái câu chuyện thành công, đó là anh Huỳnh Đức Vinh, là anh đang ngồi trước màn hình của chúng ta. Thì Vinh á là một người kỹ sư. Vậy thì chúng ta sẽ xem lắng nghe một cái câu chuyện của người kỹ sư và làm thế nào mà để Vinh đã bây giờ hiện tại Vinh đang là một emerald của trong đội nhóm chúng ta, có nghĩa là trên của Ruby đó các bạn. Và vừa rồi thì Vinh cũng đưa mẹ của mình đi một cái chuyến, đó là Tokyo, rồi Vinh còn đưa thêm là hai thành viên ở trong, có nghĩa là hai cái tài khoản, có là thêm 4 người nữa, và là Vinh đưa tổng tất cả là 6 người trong cái chuyến đi Tokyo trong cái đợt vừa rồi. Vậy thì chúng ta cùng lắng nghe cái câu chuyện về Why New Skin, Why DMS On B, và làm thế nào mà anh Vinh đã đưa được 6 người trong cái chuyến đi ở tại Tokyo. Trong lúc đó Vinh chỉ là một đầu tiên bắt đầu khởi động là một người kỹ sư chứ không phải là một người kinh doanh. Và xin mời chúng ta cùng comment chào mừng Vinh đã đến, chào mừng anh Vinh đã đến với thế giới này. Comment là chào mừng anh Vinh đã đến với thế giới này. Và chúng ta dành một chào tay để chào đón Vinh Đức Vinh. Xin cảm ơn thầy Linh. Xin chào tất cả mọi người đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Thật sự rất là cảm ơn thầy Linh đã dành cho em cái cơ hội để ngồi ở đây và chia sẻ cái hành trình của mình với công việc New Skin, với đội nhóm DMS Con Bi. Thì thực ra mình cũng chỉ là một người hoàn toàn bình thường, mình là một kỹ sư bình thường. Vì trước đây á thì mình trước khi mà mình gặp được những cái tư duy về thành công này, tư duy phát triển bản thân á, thì mình cũng như bao nhiêu người bình thường khác là mình đi học, đi học ra rồi xong rồi kiếm một công việc ổn định. Thì cái đó là cái mô típ bình thường trong cái thời gian, trong cái thời của mình. Thì lúc đó mình học về công nghệ thông tin, thì mình ra mình làm về phần mềm. Mình là một kỹ sư phần mềm và mình có khoảng 5 năm làm kỹ sư công nghệ thông tin. Và thực sự mình là một người nhóm S, tức là mình là một người hướng nội. Nên cái việc mà giao tiếp, gặp gỡ, nói chuyện mọi người thì mình rất là ngại trong cái việc đó. Và mình cảm thấy là cái việc làm kỹ sư công nghệ thông tin thì nó suốt ngày làm việc với máy tính, thì cảm thấy nó phù hợp với mình. Thì mình thấy lựa chọn ngành công nghệ thông tin, cái ngành đó cảm giác nó phù hợp với cái con người của mình tại thời điểm đó. Và mình làm mình có khoảng 5 năm làm việc cho một cái công ty công nghệ thông tin, công ty của nước ở nước ngoài, công ty của Pháp, có trụ sở chính ở Pháp và có hơn 40 có mặt hơn 40 quốc gia trên toàn thế giới. Thì công ty của mình làm là chuyên gia công phần mềm cho các cái công ty bảo hiểm khá là lớn ở trên toàn thế giới. Nếu mà kể ra thì ví dụ Nam Phương thì một bạn trong team đã từng bên du học bên Anh và làm ở bên Anh thì chắc chắn mà biết những cái công ty bảo hiểm rất lớn này. Và những cái phần mềm bên mình làm ra là thông thường giá thấp nhất là tầm khoảng 700.000 đô, và thông thường những cái giá mà để làm ra một cái phần mềm đó, tức là những công ty bảo hiểm đó thuê bên mình làm ra cái phần mềm đó, thông thường là tầm 1 triệu đô. Đó là làm ra phần mềm không, còn làm xong, còn vận hành duy trì cái phần mềm đó thì phải tính cái giá khác nữa, phải tính thêm nữa là tầm phải vài trăm ngàn đô nữa. Tức là những cái giá trị cái phần mềm nó ra rất là lớn ha. Và cái môi trường làm việc của mình thực sự lúc đó rất là, mình cảm thấy nó rất là tốt. Mình tới làm việc lúc 9 giờ sáng thì tới trưa vào đây ăn, 1 giờ bắt đầu làm lại, và 6 giờ chiều mình về. Thì ngày nào cũng như vậy, hay xong việc mình về. Và thông thường thì hàng năm công ty sẽ cho mình đi du lịch cũng đẳng cấp 5 sao, nhưng mà chỉ có trong nước thôi. Một năm đi du lịch một lần. Và hàng năm thì công ty cho đi khám chữa bệnh một năm 2 lần, tới 6 tháng một lần. Và tăng lương, mỗi năm được review tăng lương 2 lần. Thì nghe cảm giác rất là thú vị đúng không ạ? Nhưng mà thực ra cái câu chuyện của nó, thì đằng sau câu chuyện đó thì nó thực sự nó không có thú vị như mọi người đâu. Thì lát nữa mình sẽ nói thêm về cái thực tế đằng sau nó như thế nào. Thì sau 5 năm làm việc á,
thì mình nhận ra có ba điều như thế này, đó là cái cảm nhận riêng của mình. Thì nó như thế này, là đầu tiên á là mình cảm thấy là nó không có cái sự đột phá trong cái sự nghiệp của mình. Bởi vì các bạn á, khi mình làm ở đây, lúc nãy mình nói là khi mình làm thì được tăng lương một năm 2 lần, nhưng mà mỗi lần tăng của nó rất là thấp, thậm chí là chỉ có 1-2%, cao nhất tầm khoảng 4%, thì tính ra một năm tăng lương chưa tới 10%. Thì ra, tại nếu mà tại thời điểm mình ra trường á mà lương mình 10 triệu đi, thì qua năm sau á, nếu mà tăng qua 2 lần tăng lương ok á, thì tăng được 800 ngàn, và qua năm sau thì mình được là 10 triệu 800 ngàn. Thế là sau 5 năm mình trải nghiệm á, mình nhẩm lại, mình tính lại, ồ thế là mình làm việc 10 năm nữa đi thì mình nhận được tầm có hai mấy 30 triệu, thì làm sao mình mua nổi nhà ở Sài Gòn. Thì đó là cái điều thứ nhất mà mình nhận ra. Và cái điều thứ hai á là mình cảm thấy mình đang bị dính, mình bị trong một cái vòng luẩn quẩn mà hơn 80% những cái người văn phòng ở kia họ đang bị. Tức là hàng tháng á là mình phải chi tiêu các khoản, như là khoản tiền ăn, tiền xe, tiền cộ, tiền các khoản tiền trả góp, tiền nhà này, rồi chi phí sinh hoạt này, tất tần tật mọi thứ nó chỉ gói gọn trong khoản lương hàng tháng của mình. Thì nó không có một cái nguồn thu nhập nào khác nữa. Nên cái việc mà và có thêm một cái điều nữa là mình nhận thấy á, là đối với cái ngành công nghệ thông tin á, là những cái người mà từ 40 tuổi trở đi á, thì thông thường là giống như là đang ở bên bên kia của cái sườn dốc của sự nghiệp. Bởi vì thông thường những người 40 tuổi trở lên á, là cái sự nhanh nhạy này và cái sự nhiệt huyết của họ là không có còn như lúc trước nữa, và thông thường sẽ công ty sẽ tìm những cái người khác trẻ hơn, họ giỏi hơn, và thay thế dần cái vị trí của người đó. Và thực sự là mình làm trong công ty á 3-5 năm, thì mình thấy mình gặp rất là nhiều cái trường hợp những cái người trong 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 công ty đã rơi vào cái hoàn cảnh đó, và mình không muốn mình phải rơi vào cái hoàn cảnh đó giống như họ. Okay. Và cái điều thứ ba là mình bị bó buộc thời gian 8 tiếng trong trong một ngày. Là thực sự mình không có được tự do thoải mái. Mình có những cái thời điểm á, có những sự kiện rất là quan trọng trong gia đình, nhưng mình thực sự mình không thể sắp xếp về được. Bởi vì ví dụ tại thời điểm đó mà mình cái dự án đang trong giai đoạn hoàn thành, gọi là deadline, thì mình không thể nào mình nghĩ mình về được. Và đó là cái điều mà mình cảm thấy là mình thất vọng nhất khi mà mình làm công việc mình. Bởi vì thực sự mình là người nhóm F, thì gia đình của mình nó một điều cực kỳ quan trọng đó. Nếu mình công việc mà thực sự nó không có cho mình cái nhiều thời gian để dành cho gia đình hơn á, thì mình cảm thấy thực sự nó cái điều nó làm cho mình không có hạnh phúc đó. Và bắt đầu mình đi mình khi mình nhận ra ba cái điều đó, mình bắt đầu mình đi tìm kiếm những cái cơ hội bên ngoài. Mình cũng tự đặt ra câu hỏi cho mình á, là không biết ở bên ngoài á nó có những cái cơ hội nào khác hay không, giúp cho mình có thể thay đổi cái công việc hiện tại của mình hay không. Bởi vì sau 5 năm làm á, thấy nó ổn định như vậy, nhưng mà thực sự nó không phải là cái mà mình mong muốn đó. Thực sự trong con người mình vẫn có những cái khát khao, những cái ước mơ mà cái công việc hiện tại nó không giúp mình đạt được cái điều đó. Ví dụ như mình là một người tuy là hướng nội, nhưng mình thích được đi du lịch, thích được đi đây đi đó, thích được đi trải nghiệm nhiều thứ đó. Rồi thích được ở cạnh gia đình nhiều hơn, rồi thích được đưa cha mẹ đi du lịch ở nhiều nơi. Nhưng mà đối với công việc hiện tại nó không có cho phép mình thực hiện được cái điều đó. Và thực sự là cũng cũng rất là nhiều lần đặt cái câu hỏi là không biết ở ngoài kia nó có những cơ hội nào đó mà thầy giúp mình đạt được điều này hay không. Thì khi mà em đặt cái câu hỏi đó, thì em bắt đầu em đi tìm kiếm những cơ hội bên ngoài. Thì lúc đó em bắt đầu đi học đó. Thì đi học thì em cũng bỏ rất là cũng cũng bỏ bỏ tiền ra, mà đi học rất là nhiều cái khóa học bên ngoài.
học những diễn giả ở nước ngoài cũng có và Việt Nam cũng có. Ví dụ như học và kiếm tiền internet của thầy Phê Bình Lim, rồi học về kiếm tiền Clickbank của Ben Jun. Thực sự những kiến thức của những người thầy này truyền đạt cực kỳ hay, rất là hay. Nhưng mà khi mà áp dụng thực tế, nó không phải là mình không phải mình không nỗ lực cố gắng để mình làm, mình vẫn nỗ lực, mình vẫn cố gắng, bởi vì mình đang đi tìm kiếm cơ hội mà đang học hỏi mà, đây là cơ hội để mình học hỏi mà, và thực sự đây là cái mình bỏ tiền để mình học mà, mình thực sự rất là nghiêm túc. Nhưng mà có những thời điểm á, mình làm nhưng mà mình bị bế tắc thì mình không biết hỏi ai. Thứ nhất á, là nó có cái rào cản về ngôn ngữ, và tại vì những người đã dạy tiếng Anh, và mặc dù mình cũng biết tiếng Anh nhưng mà có những cái chuyên sâu mình không không thể nào mình lý giải được. Và khi mà những người thầy này dạy xong á, họ lại về nước, thì những lúc mà mình gặp những gặp vấn đề, gặp bế tắc, mình không biết hỏi ai, bởi vì họ về rồi, mà họ có làm group, có support, nhưng mà cuối cùng mình hỏi trong đó mình chẳng có ai trả lời cho mình cả. Đó là một điều rất là bất cập khi mình học những đó. Và thực sự là có một cái cơ duyên đó, thì người ta hay nói là khi học trò sẵn sàng thì người thầy sẽ xuất hiện. Thì trong một dịp á, thì mình lên trên internet, cũng lướt Facebook, vào dạ Facebook, thì nó vô tình thấy cái một mẫu quảng cáo về lớp Facebook marketing thời đại mới. Thì lúc đó mình đăng ký đi học. Thì bữa đó một buổi là một buổi tối, cái buổi đó diễn ra trong khoảng 3 tiếng tại khách sạn David Sai trên đường Nguyễn Trỗi, đó nó cũng gần công ty luôn. Cái hay cái là nó gần công ty luôn, đi bộ vài bước rồi tới. Thì qua tới thì mình có thấy quá hay, trong chương trình nó quá quá tuyệt vời đi, đúng là những cái mà mình đang đi tìm kiếm bấy lâu. Những cái kiến thức lúc đó thì có thầy Linh, Nam Phương và Tuấn Nam chia sẻ. Thì lúc đó thầy Linh chia sẻ về Facebook marketing. Thì thực sự những cái kiến thức đó mình thấy nó thực sự nó quá tuyệt vời, đây là cái mà mình đang đi tìm kiếm bấy lâu đây. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh, làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Mình tìm chưa ra thì đây là cái mà mình đã tìm được đó. Và nghe những cái tư duy của Nam Phương nói về cái thế giới ngày nay như thế nào đó, thực sự những cái tư duy đó mình chưa bao giờ mình gặp luôn, và cũng chưa có ai chỉ cho mình những tư duy đó. Và những cái tư duy về của người giàu như thế nào của Tấn Nam chia sẻ, thì rất là ấn tượng với những điều đó. Và sau cái buổi học đó là quyết định xuống và để đăng ký tham gia khóa học đó. Thì cũng rất là may mắn là gặp được người Opla tuyệt vời là chị Dạ Xuân Trang. Thì chị là những cái người mà đã hỗ trợ em trong những cái ngày đầu khi em tham gia Nuskin cùng với DMS Conby. Đó. Và thì khi mà em tham gia thì trong những cái giai đoạn đầu á, thì em là một kỹ sư thì khô khan, thực sự rất là khô khan, mình không có vừa nay nói là mình chủ yếu chưa mềm dẻo đúng rồi, NLP là chưa mềm dẻo rồi. Thì cái việc gặp người, nói chuyện với người á, thực sự nó là một cái rào cản khá là lớn. Đó. Chỉ cần mà đứng lên nói chuyện trước vài người thôi, lúc đó là đổ hết mồ hôi lưng, ướt cả áo. Nên cái việc mà sale, telesale, cái trở ngại cực kỳ lớn đối với em tại thời điểm đó. Đó. Thì rất là may mắn là chị Trang đã hướng dẫn em từng bước một sale như thế nào. Thì lúc đó em cũng được học một tư duy á, là nghe lời làm theo thì nhất định làm được. Đó. Thì em lúc đó em học lớp Facebook Marketing
Lúc đó là thầy Linh dạy, chính thầy dạy. Thì thực sự cái đó nó đúng như là cái mà em đang đang đi tìm kiếm. Thứ nhất là kiến thức nó có thể áp dụng ngay, làm ra kết quả ngay, và thứ hai là người thầy là ở Việt Nam à, và người thầy mình có thể hỏi trực tiếp được, mình có vấn đề gì mình có thể hỏi được. Thì khi em học học về thì em làm thì chạy quảng cáo, nó ra kết quả, xong thì ra số điện thoại, xong mình phải sale. Thì lúc đó rất là sợ, tại vì chưa bao giờ sale, không biết phải sale như thế nào. Rồi xong rồi qua gặp chị Trang, thì chị hướng dẫn cho cái cách sale. Thì thời gian đầu á, chị Trang nói là bây giờ em cứ sale đi, sale đi rồi chị nghe cục sale của em rồi chị sửa. Thì em sale rồi chị Trang nghe, chị Trang sửa. Thì những cái cuộc sale của chị Trang á là em đều ghi âm lại, và em về em nghe đi nghe lại, em nghe rất là nhiều lần để em học những bài sale đó. Và cũng từ chính những cái bài sale đó của chị Trang á giúp em tự tin hơn, em khi em nghe nhiều em tự tin hơn, và dần dần á thì em sale được. Thì những ngày đầu á thì em sale kem đánh răng. Thời điểm đó thì team bán kem đánh răng rất là nhiều. Và khi em sale được kem đánh răng á, thực sự thời gian đầu á thì em đồng hành khoảng 1 tháng. Thì lúc đó từ lúc đó em vẫn làm song song hai việc, em vẫn làm cái công việc văn phòng hiện tại của em, và em vẫn làm bên 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 Nu Skin này. Thì lúc đó thì cái công việc bên văn phòng của em nó thực sự nó quá nhiều việc, nó thực sự nó trong giai đoạn gọi là gấp rút, gọi là deadline, thì em không có đủ thời gian để mà dành cho bên 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 Nu Skin này. Sau đó em tạm dừng Nu Skin một thời gian, là em tập trung với công việc trước đó của mình. Thực sự thì với cái tính cái bản tính là tính S của em á, thì em cũng có trăn trở suy nghĩ rất là nhiều về cái cơ hội Nu Skin này, bởi vì cơ bản á mình cũng đã làm công việc văn phòng ở đây là 5 năm rồi, và mình cũng thấy là mình thực sự mình không còn phù hợp với nó nữa, mình không có niềm vui, mình không có đam mê với nó nữa. Đó, thì tại sao mình vẫn làm nó đó? Và cũng vì cái 5 năm đó nó không có nó giúp giống như là nó tạo cho mình một cái gọi là cái vỏ bọc an toàn. Mình rất là sợ, rất là ngại khi mà bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình. Thì em phải dành 1 năm để mà trăn trở và suy nghĩ đó, để làm sao để mình có thể quyết định, một á là làm công việc cũ của mình, hai là chịu khó bỏ và tập trung 100% vào Nu Skin đó. Thì và sau 1 năm suy nghĩ, và vào một ngày em gặp lại chị Trang. Thì sau đó thì đúng 1 năm là tháng 6 năm 2017 bắt đầu em quay lại em gặp chị Trang. Thì lúc đó cũng chị Trang cũng có nói em về nói cho em kỹ hơn về cậu Nu Skin, nói cho em kỹ hơn về đội nhóm đang như thế nào. Thì lúc đó em về em suy nghĩ 1 ngày, sau đó em đưa ra một quyết định cuối cùng của mình là quyết định nghỉ việc bên kia và tập trung 100% vào Nu Skin và đồng hành cùng với Demet Quân Bi. Và từ những ngày đầu á thì em cũng quay lại bắt đầu là sale, tại vì qua 1 năm thì mình không có sale gì thì thực sự nó cũng có nhiều cái nỗi sợ xuất hiện, nhiều cái nỗi sợ thì bắt đầu lại sale lại. Thế là lại gặp chị Trang bắt đầu hướng dẫn lại kỹ từng bước một. Lúc đó thì chị Trang bắt đầu có văn phòng, thì tụi em bắt đầu tập trung lên văn phòng của chị Trang đó. Và lúc đó thì em được có cơ hội để gặp nhiều đội nhóm hơn, bởi vì sau 1 năm thì thấy đội nhóm phát triển rất là mạnh, có rất nhiều đội nhóm, có rất nhiều văn phòng của các đội nhóm khác ở, và chị Trang dẫn em đi qua những cái văn phòng đó để em trải nghiệm, để em thấy các bạn đang làm như thế nào đó. Thì lúc đó giúp cho em có thêm cái niềm tin đó, và em được dịp là gặp qua qua nhà cô Nga đó, để gặp cô Nga được nghe những chia sẻ về những cái tư duy về 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 cơ hội Nu Skin. Thì lúc đó em thực sự em thấy ồ, ở đây cái cơ hội này nó quá lớn, thực sự nó quá lớn đó. Và bắt đầu em tập trung trong trong bắt đầu nghiêm túc làm việc với Nu Skin đó. Và thời điểm đó thì chị Trang chuyên dạy về sale,
thì bắt đầu em tập trung em học về sale. À, thì khi mà em sale ok rồi thì chị Trang có nói chuyện với em là thực sự á, trong công việc này á, sale nó chỉ giúp cho mình kiếm được tiền thôi. Còn nếu mà em muốn kiếm cả một gia tài với no skin thì em phải đi bán mô hình kinh doanh, tức là em đi tuyển dụng. Đó. Thì thực sự lúc đó em rất là sợ, bởi vì sale qua tele, sale qua điện thoại á, thì mình không 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 có gặp mặt trực tiếp người ta. Đó. Thì mình nói rất là ok. Nhưng mà bây giờ nói mình đi ra để mà chia sẻ cái cơ hội kinh doanh này, thực sự em chưa nói chuyện với ai về cái cơ hội kinh doanh này, thực sự rất là sợ, rất là ngại. Đó. Đó. Nhưng mà chị Trang thì chị Trang cứ nói cái điều đó với em. Đó. Thì em bắt đầu em cũng làm theo, tức là lúc đó em biết được cái tư duy là nghe lời làm theo nhất định làm được. Đó. Đó. Thì bắt đầu em đi chia sẻ hội, và những cái người á mà em gặp em chia sẻ là những người đã từng học chung những cái khóa phát triển bản thân hoặc là những cái khóa học ở bên ngoài của em. Đó. Và không biết là lúc đó em nói cái gì với những bạn đó mà những cái bạn mà em nói á, là bạn nào cũng vào làm chung với em, cũng là đạo lại của em. Em không biết do sao. Thì em nghĩ đó, cái lý do mà em thuyết phục được những bạn đó là vào làm chung với em á, đó là nó từ kết quả. Bởi vì tại thời điểm đó là em bán kem đánh răng. Thì em tại thời điểm đó em chỉ bán buổi sáng thôi, em chỉ chạy quảng cáo, em bán buổi sáng. Và buổi chiều thì em tắt quảng cáo, em đi tuyển dụng. Em đi chia sẻ rồi này, em đi chia sẻ rồi này cho những bạn mà em đã từng học chung. Thì và có một cái cơ may là em học lớp bên Jun là em gặp được Hoàng Nam. Thực sự Hoàng Nam là một bạn trẻ thực sự rất là giỏi. Thực sự bạn là một người rất là có ý chí. Đó. Và rất là một người rất là chủ động. Lúc đó Hoàng Nam là chủ động kết nối với em trước, chủ động tương tác với em trước. Đó. Thì lúc đó là Hoàng Nam thì đang mở một cái quán nhậu ở dưới quê. Đó. Thì làm thời gian thì cũng nó cũng không có được như ý muốn. Đó. Rồi bắt đầu anh em lại alo hay nói chuyện với nhau. Đó. Thì lúc đó Hoàng Nam hỏi là anh đang làm gì, công việc như nào, có ổn không. Thì lúc đó em nói là hiện tại là anh đang bán hàng online. Hỏi bán gì? Okay, bán kem răng. Anh bán bao nhiêu? 800 ngàn. Okay. Bán dưới quê em xài tiết kem răng có 10 ngàn mà. Sao bán 800 ngàn, bán ai mua? Ok. Rồi, lúc đó em đang sale mà. À, thời điểm đó là em đang sale. Ok, giờ có số điện thoại nè, có hàng nè. Ok, muốn nghe anh sale không? À, anh sale cho nghe. Ok. Thì lúc đó sale cho Nam nghe. Và lúc đó qua điện thoại luôn, sale cho ông nghe. Thì không biết là sale được hay không, nhưng mà lúc đó Nam thấy là thuyết phục bởi vì cái bài sale. Vì Nam cũng đã từng đi sale cho Babylon, sale rất nhiều nơi. Thì Nam còn thấy thuyết phục cái bài sale. Bài sale quá hay. Sau đó là hẹn anh em lên gặp nhau. Thì anh em gặp nhau cà phê một buổi. Thì em... cái cách của em từ xưa tới giờ á, là khi em gặp một người downline nào, em cũng đều dắt lên công ty. Đó. Dắt lên công ty để cho họ thấy công ty như thế nào. Để họ có niềm tin. Thì Hoàng Nam em cũng làm cách tương tự. Em cũng gặp xong em đưa lên công ty. Và lên công ty á, thì có thêm một cái đòn bẩy để giúp cho Nam có thêm cái niềm tin là Hoàng Nam thấy hình chú Đinh ở trên đó. Hoàng Nam là người rất ngưỡng mộ chú Đinh. Lên công ty thấy, wow, thấy chú Đinh trên này. Lúc đó Hoàng Nam cũng chưa biết là chú Đinh cũng làm trong Nuskin. Đó, lúc đó Hoàng Nam chưa biết mà rất ngưỡng mộ chú Đinh. Khi lên đây thì vô tình là em dẫn đi thì gặp thấy hình chú Đinh trên này. Ok, thế là quyết định làm luôn. Đó. Và những cái downline khác của em á, thì em cũng đã là những người đã từng học chung với em hoặc là đã từng cộng tác với em rồi. Tức là em đi tìm kiếm downline từ những mối quan hệ đã có sẵn của em. Hoặc là từ những cái khóa học mà em đã học và em bắt đầu xây dựng mối quan hệ, bắt đầu em tuyển dụng học vào. Bởi vì thực sự em thấy cái cơ hội Nuskin này nó là một cái cơ hội thực sự, nó giúp cho mình kiếm tiền thực sự và nó giúp cho mình có thể giúp đỡ người khác kiếm tiền được. Yeah. Đó.
thì bắt đầu em đi có niềm tin, bắt đầu em đi chia sẻ cho những người khác đó. Thì trong quá trình làm á thì cũng có rất là nhiều những cái trải nghiệm, thực sự nó trải qua rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc khi mà đồng hành với Nu Skin. Thực ra làm Nu Skin, làm ở đây đồng hành với Nu Skin ở đây em làm thực sự quay lại làm á là khoảng 2 năm, và đồng hành với DMS Quan Bi 2 năm. Và thực sự cái trải nghiệm của em á là nó gấp mấy lần 5 năm mà em làm ở ngoài nhà, ở các công việc văn phòng ngoài kia. Nó có quá nhiều trải nghiệm. Nó có rất là nhiều những cái bài học mà mình đã học được trong quá trình đồng hành cùng với Nu Skin và với DMS Quan Bi. Và thì sau khoảng 2 năm em đồng hành á, cái thời gian đầu á, cái quá trình em làm á, em xin kể thêm một chút xíu về quá trình làm. Thì trong khoảng năm đầu tiên em làm, khi chị Trang nói về chia sẻ cơ hội á, thì bắt đầu em chia sẻ và em tuyển dụng được rồi, thì bắt đầu có đội nhóm rồi á, thì bắt đầu có Hoàng Nam này, có một vài anh em nữa, anh em leader á, thì anh em bắt đầu học cái cách tổ chức chương trình, tổ chức chương trình dạy. Bởi vì á thì ở đây là cái ý tưởng này á, là thực sự là em rất là biết ơn Hoàng Nam. Bởi vì khi Hoàng Nam, có Hoàng Nam vào team á, thì Hoàng Nam cũng đã giúp em rất là nhiều trong cái việc mà thứ nhất á, là cho mình cái sự gọi là cái sự quyết liệt. Đúng rồi, quyết liệt hơn thầy. Tức là mình dám phá vỡ những cái mà trước đây mình chưa bao giờ dám làm. Tức là khi mà tụi em tổ chức những cái buổi đầu tiên á, tụi em tổ chức buổi offline tại văn phòng. Thì em gọi là chia sẻ khẩu kinh doanh, chia sẻ về Facebook marketing. Rồi sau đó tụi em tổ chức những cái buổi offline ở quán cà phê. Một buổi tối thôi. Thì khi mà tụi em tổ chức quen rồi thì bắt đầu là tổ chức những cái lớp học thuê hội trường, còn tổ chức chia sẻ một ngày hoặc là hai ngày. Tại thời điểm đó thì thương hiệu mình cũng chưa có gì hết á, kinh nghiệm cũng chưa có luôn, mà lúc đó tạo cái bay vào fanpage tên của mình luôn đó, em tạo cái, Hoàng Nam tạo cái, rồi xong rồi mấy anh em nã tiền chạy quảng cáo, chạy tuyển dụng, chạy lớp Facebook marketing, chia sẻ về kiến thức marketing. Thì cứ chạy và làm sai rồi sửa sai. Thực sự á, em rất là thích Hoàng Nam cái chỗ á, là cứ làm đi, làm tới đi đó. Đây là cái cơ hội mình để mình học đó. Em rất là khâm phục cái đó của Hoàng Nam. Và thực sự á, thì khi mà tụi em làm nhiều á thì mình có trải nghiệm á, thì lúc đó con người mình bắt đầu nó lớn hơn. Lớn hơn thì đến một thời điểm á, tự nhiên á mình sẽ hút được những con người nó cũng lớn như vậy. Thì thực sự cái con người mình ở bên trong, con người mình bắt đầu nó lớn dần lên. Mà những cái thời điểm làm á thì em không biết, nhưng mà khi tới thời điểm này ngồi mình nghĩ lại, mình ngẫm lại á, thực sự con người mình nó lớn rất nhiều sau 2 năm mình trải nghiệm cùng với cầu Nu Skin và với DMS Quan Bi. Thì qua 2 năm á, thì em cũng đạt được một số cái thành tựu nhất định. Thì thứ nhất là mình cũng có được một cái đội nhóm kinh doanh cùng với mình. Và em cũng được tham gia một cái số chuyến đi của công ty. Những chuyến đi thực sự rất là đẳng cấp. Thực sự Nu Skin cho mình những trải nghiệm quá tuyệt vời đi, ngoài sức mong đợi của mình. Và điển hình nhất á, là trong tháng tháng 4 vừa rồi thì em thì được công ty trong chuyến đi Nhật đẳng cấp 5 sao, thì đó em đưa mẹ em đi. Thực sự đó là một chuyến đi giống như là trong mơ của mẹ em. Mẹ em chưa bao giờ nghĩ là mình có cơ hội để mình bước chân ra ngoài, mà có cơ hội để mình đi máy bay nữa kia, chứ không phải là có cơ hội để đi nước ngoài. Cái lần đó cũng là cái lần đầu tiên mẹ em đi máy bay, và cũng lần đầu tiên mẹ em
được đi du lịch ở nước ngoài. Cái cảm giác rất là tuyệt vời, rất là mình cảm thấy cái niềm hạnh phúc nó hiện lên cái khuôn mặt của mẹ, theo mình cảm thấy quá ý nghĩa, quá hạnh phúc. Đó, thì đó là một cái số những cái chia sẻ của em trong cái trải nghiệm trong khoảng 2 năm trải nghiệm cùng với Nuskin và cùng với DMS Quân Bi. Ok. Em có thể chia sẻ thêm cho mọi người là về làm thế nào mà để em có được những cái kết quả như bây giờ ấy. Em có thể chia sẻ cho mọi người về những cái lưu ý đối với một người mới, những rào cản mà họ phải mắc phải và hay là những cái gì mà họ cần phải chuẩn bị trong cái thời gian đầu tiên khi mà bắt đầu bước vào cái công việc này. Thì đối với kinh nghiệm của bản thân em á, thì khi mình đã quyết định mình làm một cái điều gì đó thì mình phải tập trung 100%, phải tập trung 100% thì nó mới ra kết quả. Đó. Và mình phải kiên trì, làm đến cùng. Đó. Mình phải làm đến khi nào thành công thì thôi. Bởi vì á, trong bất cứ công việc nào á, nó cũng đều có những khó khăn của nó hết. Nếu mà mình thực sự mình tập trung, mình kiên trì, mình làm á, khi mình vượt qua được những khó khăn đó, thì con người mình á, cái quan trọng nhất là cái con người của mình, con người của mình trưởng thành, con người của mình nó lớn lên, thì chắc chắn cái thành công nó sẽ đến với mình. Đó. Thì các bạn phải kiên trì đó, và phải tập trung. Ok. Thì đối với và một điều nữa là đối với những bạn mới á, ngoài cái việc mà kiên trì, tập trung kiên trì á, thì còn một việc nữa các bạn phải làm là phải làm thật nhanh. Đó. Vì trong Nuskin á, nó có hai việc. Nó giống như là con thuyền, nó có hai mái chèo á, là thứ nhất là bán lẻ này, thứ hai là tuyển dụng này. Bán lẻ để bạn kiếm tiền, tuyển dụng để bạn làm giàu. Đó. Thì bạn phải làm hai công việc này thật nhanh. Đó. Bởi vì khi bạn làm nhanh á, thì bạn sẽ có ít nỗi sợ. Đó. Thì khi bạn làm nhanh á, thì bạn có sự hào hứng. Khi bạn hào hứng á, thì rất nhiều người sẽ tự, bạn sẽ hút được rất nhiều người. Đó. Thì đó là một số những cái mà em muốn nhắn nhủ tới những bạn mới khi tham gia hội Nuskin. Ok. Ok. Các bạn trong quá trình mà chúng ta xem live stream đấy, thì chúng ta có câu hỏi nào dành cho anh Vinh thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho anh Vinh nhé. Bằng cách là chúng ta comment ở dưới cái đoạn live stream này để Vinh có thể đọc và chia sẻ và trả lời cho chúng ta. Ha. Anh có một cái câu hỏi mà dành cho em ấy. Vậy thì trong đội nhóm của em thì có rất nhiều người leader. Vậy thì làm thế nào mà để em làm việc được với những người leader đó? Trong đội nhóm, trong đội nhóm của em lại có rất nhiều những leader, thực sự những leader rất là giỏi. Đó. Thực sự những người mà em phải học hỏi rất là nhiều từ những người leader đó. Điển hình là Hoàng Nam và Tùng Sơn. Thực sự em rất là ngưỡng mộ hai bạn trẻ này. Đó. Thì để làm việc với những leader này á, thì nếu thực sự mình chưa có những cái á, những người leader của mình thực sự rất là giỏi hơn mình hãy tạo điều kiện để cho những leader của mình có khả năng phát huy hết tất cả những cái khả năng, những cái mà thực sự họ rất là giỏi á, mình cho họ cái cơ hội để họ phát triển hết lên đó. Và mình phải ủng hộ, thực sự em rất là ủng hộ những cái điều mà Tùng Sơn và Hoàng Nam và những anh leader khác làm. Mình hãy ủng hộ hết mình họ. Mình hãy ủng hộ mình, và mình nếu mình thực sự mình chưa có làm được cái đó, mình hỗ trợ, mình phải thực sự mình hỗ trợ họ để làm sao đó, họ làm những việc đó tốt nhất, họ làm sao và họ làm tốt nhất những cái của họ đang 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 có đó. Đó, thì đó cái cách mà em leading đúng rồi. Làm việc và, với leader. Và một điều nữa là đối với những cái leader là em làm cùng và em học cùng với những leader này. Em học cùng, em làm cùng. Bởi vì thực sự á, về cái kỹ năng á, về cái trải nghiệm, về marketing này, về sale á, thì em thực sự là em cái thời gian trải nghiệm em nó không có nhiều, nó không bằng Tùng Sơn này, và có thể là Hoàng Nam. Thì khi mà mình đi học cùng với những leader của mình á,
thì thứ nhất á là mình có thể quan sát được những leader của mình họ đang làm gì đó. Mình để mình biết được á là hiện tại á leader của mình đang như thế nào, và thứ hai á là mình có thể học theo những cái leader đang làm đó. Bởi vì những cái họ đang có họ đang rất là giỏi rồi đó, mình chỉ cần follow học theo và hỗ trợ họ hết mình thôi. Ok. Yeah. Còn gì nữa không? Em cứ chia sẻ tiếp đi. Dạ. À, thì ở đây em có làm thế một câu nào mà để em đi được câu. Cái chuyến Tokyo vừa rồi? À, để đi được cái chuyến Tokyo vừa rồi á thì thực sự là mình phải rất là tập trung ạ. Thì em làm cái chuyến Tokyo á, chuyến từ Tokyo là tháng 8 năm 2018 là kết thúc để mà làm Tokyo. Đó. Thì tại thời điểm tháng 8 đó là em mới bắt đầu đạt chuẩn, tức là có và bắt đầu triển khai đó, thì em chỉ còn đúng 4 tháng để mà mình phấn đấu để đạt được Tokyo. Thì thực sự cái thời điểm đó mình rất là tập trung, phải tập trung hoàn toàn, bởi vì á nếu chỉ cần sơ sẩy một chút xíu, mình không tập trung một chút xíu thôi là mình sẽ bị mất Tokyo. Và mất Tokyo á là thứ nhất á là mất đi cái cơ hội để đưa gia đình, đưa mẹ mình đi ra nước ngoài đó. Và mất cái thứ hai á là mất đi cái nguồn cảm hứng, cái nguồn động viên cho những anh em leader ở dưới của mình đó. Thì thực sự là khi mình suy nghĩ tới những điều đó, mình phải thực sự rất là quyết liệt, rất là quyết tâm và rất là tập trung khi để mình làm chuyến Tokyo đó. Đó là cách của em. Rồi em thấy có một số câu hỏi này là em có nhận định như thế nào về cơ hội kinh doanh Nu Skin? Thì cái cơ hội kinh doanh Nu Skin á thì em có một cái câu chuyện như thế này, câu chuyện cũng gần đây thôi, của một người bạn của em. Là bạn em là học chung em đại học, thời đại học, và sau đó bạn đi qua Úc học về MBA, thạc sĩ về quản trị kinh doanh á. Là chuyên về học thuật, chuyên về nghiên cứu về kinh tế, các mô hình kinh tế trên thế giới. Riêng về kinh tế và quản trị kinh doanh, kiến thức bạn rất là chất đó, phải nói được. Bởi vì học nước ngoài á thì và sau khi học MBA xong á, bạn về sau khi học MBA bạn ra bạn mở một cái kinh doanh cho mình, kinh doanh riêng cho mình. Tức là học MBA và sau đó đã làm chủ một cái kinh doanh riêng cho mình luôn. Đó, sau đó về Việt Nam, có một vài lý do thì bạn về Việt Nam thì bạn gặp lại em, thì em chia sẻ cho bạn về cơ hội kinh doanh Nu Skin. Thì bạn nói với em đó, thực sự á, đây là cái điều á mà bạn đi tìm kiếm mấy lâu đó, mà thực sự là ở bạn, nếu mà bạn chấp nhận là bạn làm công việc bình thường á thì bạn đã ở Việt Nam rồi. Đó. Còn bạn đi ra nước ngoài á là bạn đang tìm kiếm một cái điều gì đó mà giúp bạn thay đổi, nhưng mà bạn vẫn không tìm không ra, bạn chưa tìm ra. Đó là bạn quay về Việt Nam. Và bạn gặp em thì em chia sẻ câu chuyện kia, thì bạn nói đây là cái mà bạn ấy đang đi tìm kiếm mấy lâu. Dạ. Như bạn đang học cấp Reputable Business hôm nay đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Dạ đúng rồi. Là bạn đó, thầy. Tên gì nhỉ? Phước á thầy. Phước. À, Phước đúng không? Ok. Dạ đúng rồi. Đó. Và em chia sẻ thêm về em đưa đi gặp những anh em trong đội nhóm DMS Conbi này. Đó. Thì tham gia những cái buổi offline của team này. Thì bạn hay nói về một điều á là làm sao có thể được như vậy. Tức là bạn rất là ngạc nhiên, là bạn chỉ nghĩ á là cái cơ hội này, cái đội nhóm này á, cái tinh thần này á là chỉ có ở nước ngoài mới có thôi, chứ Việt Nam nó không thể nào, bạn trong tâm trí bạn nghĩ là không thể nào mà có một cái đội nhóm nào nó tuyệt vời đến như vậy ở Việt Nam. À, cái tinh thần cho đi này, sự chia sẻ này và những cái kiến thức ở đây á, nó quá tuyệt vời đến nỗi bạn quá ngạc nhiên đi, bạn không thể tin được ở Việt Nam có những cơ hội đó nó như vậy. Đó để mọi người có thể thấy được á là hiện tại cái DMS Country này của mình nó quá tuyệt vời đi, và cái cơ hội Nu Skin này á thực sự á là không phải không ở ngoài kia hiếm, cực kỳ hiếm, không có nhiều đâu. Yes. Như vậy. Dạ. Dạ.
Tôi không biết là các bạn xem livestream á có cái câu hỏi gì dành cho mình hay không. Thực sự với mình làm thì được chứ việc mà chia sẻ thì mình cũng không biết chia sẻ gì đây. Thì mình cơ bản là mình kỹ sư, mình thích mày mò, mình thích làm. Đó. Còn chia À, sẻ có thì bạn hỏi này, chưa được anh cho hay. em hỏi trong quá trình phát triển Nu Skin thì anh làm thế nào để cân bằng giữa bán lẻ thật tốt và tuyển dụng ạ? Em cảm ơn. Cái việc bán lẻ thì ngay từ đầu á là mình phải bán, tức là để mình chỉ được cho người khác á thì mình phải làm được, mình phải thực sự mình giỏi cái điều đó thì mình mới chỉ cho người khác được. Thì đầu tiên á thì anh vẫn là bán lẻ trước, bán lẻ mình bán lẻ được thì mình mang cái kết quả của mình để mình đi tuyển dụng. Để cái việc mình cân bằng giữa việc bán lẻ và tuyển dụng á là mình phải tuyển thật nhiều downline, tuyển thật nhiều downline đi. Thì downline là cái người mà bán lẻ giùm mình luôn, là điểm số của mình á là cũng đến từ downline luôn, và hãy tuyển dụng thật là nhiều đi. Đó. Thì song song cái đó mình cũng phải làm, bởi vì á các bạn á mình phải làm để mình có mình, bởi vì trong quá trình sale sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Người mới họ sale họ cũng sẽ gặp rất là nhiều vấn đề. Khi mình sale mình có kinh nghiệm rồi, mình đã gặp những cái mà những người mới họ vào họ gặp, mình biết mình mới chỉ lại cho người ta. Đó. Thì thực sự mình phải giỏi, mình giỏi về sale này đó, và về tuyển dụng này, thì mình mới Cái chỉ này thì làm được anh cho có người mới. thể chia sẻ thêm cùng với em và với tất cả anh chị em ở đây. Làm thế nào mà để mà chúng ta phát triển cân bằng giữa việc bán lẻ thật tốt và tuyển dụng thật tốt ấy? Thì đây là cái kinh nghiệm của mình. Thì thứ nhất là mình sẽ tuyển một cái team bán lẻ, thì gồm có đó là 4 nhân viên sale, và bên cạnh đó đó là mình có một cái người làm về marketing và một người làm về kế toán. Để làm gì? Và cái team này là họ sẽ cân cái việc mà bán lẻ cho mình. Thì khi mà vậy thì đầu tiên, cái bước đầu tiên mình sẽ làm đó là mình tập trung mình xây dựng cái team bán lẻ này để có lãi được, đó là 100 triệu một tháng trở lên. Thì khi mà mình làm nó, mình sẽ dành cho họ là một tháng để mình đào tạo, từ việc mà làm đối với làm content này, rồi nghiên cứu về sản phẩm này, rồi nghiên cứu về đối tượng người dùng này, và sau đó cho người ta thực tập một ngày là 400 phút gọi điện về luyện tập về sale. Có nghĩa là một ngày như vậy đó là người ta phải gọi điện, gọi giả lập. Xong rồi bắt đầu mình có số, mình cho người ta gọi thực tập, xong rồi mình lắng nghe, mình coi, xong rồi bắt đầu mình chỉnh sửa, mình tập luyện cho họ liên tục liên tục liên tục. Thì trước khi mà mình làm cái team bán lẻ đó là chính bản thân mình, đó là một ngày mình phải bán được lãi là từ 5 cho đến 10 triệu, tức là bản thân mình phải làm được. Ví dụ như những cái ngày đầu tiên mà anh làm đó là một ngày như vậy là anh bán đến 200 cái đơn hàng, đó là về kem đánh răng, tức là mình phải bán liên tục liên tục liên tục liên tục. Và sau đó mình chứng minh, bởi vì sao, một trong những cái rào cản mọi người nói là à, giá mắc làm sao bán, trên online người ta gọi điện làm sao bán được. Thì như vậy á, bằng cách đó là mình nói là các bạn chỉ ngày đầu tiên á là bạn chỉ cần ngồi coi tôi bán thôi, và sau đó mình bốc máy lên mình gọi điện và mình tư vấn trước mặt cho họ, và sau đó họ thấy là mình bán được, mình có kết quả rồi, và sau đó là mình đã có những video. Thì anh lấy cái bộ video mà 65 video nói về kinh doanh online đấy, thì mình lấy cái video về bán hàng của bạn Văn và của chị Trang, và trên mạng cũng có những video của mình đấy. Thì mình lấy cái bộ video đó và đưa cho bộ phận, cho nhân viên sale, cái nhân viên sale đó họ coi, xong đó họ viết ra những cái bài học mà họ nhận được, và họ soạn ra một cái kịch bản sale của riêng họ, rồi họ cũng nghiên cứu về đó là cái sản phẩm về mình sẽ cho họ nghiên cứu về cái đó là về sản phẩm mà mình bán đấy, tức là mình cho họ nghiên cứu về cái đó để một cái lộ trình nó rất rõ ràng, từ việc mà sản phẩm này có những cái thành phần gì, với những thành phần đó thì nó có tác dụng gì, và điểm mạnh của cái sản phẩm này đó là gì, và cái tại sao khách hàng người ta mua cái sản phẩm này, và sản phẩm này thì có cái gì khác biệt so với những cái sản phẩm khác. Rồi kèm theo đó là cái đối tượng khách hàng của mình đấy thì thường gặp những đối với sản phẩm này thì nó giải quyết được vấn đề gì. Rồi đó là mình tập trung cho họ làm ra một cái nội dung, và sau đó mình cho họ thực tập, đó là luyện xe một ngày là 400 phút, 400 phút gọi lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, và sau đó là mình sẽ ngồi và mình chỉnh sửa cho họ lặp đi lặp lại, tức là mình sửa cho họ đến khi nào mà sale tốt thì thôi. Khi mà họ có một kịch bản sale tốt rồi đó thì bắt đầu mình có những số điện thoại và mình gọi một mẫu cho người ta coi, và mình bán được. Ví dụ như có những cái mà mình không bán được đi, thì mình nói là khi mà không bán được, người ta bị từ chối đó, thì mình phải xử lý bước kế tiếp đó là gì. Ví dụ mình add Zalo, mình add Facebook, rồi mình chat, mình tương tác, rồi mình ví dụ mình nói là à, bây giờ chị chưa mua không sao cả, chị em mình vẫn là chị em thôi, trước lại sau quen thì vẫn kết nối với nhau, đúng không? Tức là mình sẽ có một, vẫn giữ một cái liên lạc. Bởi vì sao,
người ta gặp mình mới lần đầu tiên có thể người ta chưa mua, nhưng mình vẫn nói chuyện lần thứ hai, lần thứ ba đó, thì bắt đầu người ta tin, người ta hiểu hơn mình, thì bắt đầu người ta thấy nhiều bài post của mình, người ta thấy phong cách sống của mình, người ta thấy cá nhân mình là một có cái profile rất là tốt, thì bắt đầu người ta sẽ có một niềm tin rất lớn, thì bắt đầu ngày thứ hai, ngày thứ ba người ta sẽ quyết định là người ta mua hàng của mình. Thì lúc đó mình mới cho thấy rằng là vậy thì 3 ngày sau mình bán được khách hàng này thì mình mới cho được khách hàng đó là gì? Một khách hàng gọi điện có thể lần đầu tiên họ chưa mua, thì mình phải biết là mình làm bước những bước gì kế tiếp để mình kết nối với khách hàng. Thì ngày thứ 2, ngày thứ 3 khách hàng mua thì mình thấy cho họ thấy rằng là cái tinh thần của mình đó là khi theo đuổi một khách hàng là người ta từ chối thì đó là chuyện bình thường và tôi vẫn chăm sóc, tôi vẫn theo đuổi cho đến khi nào mà anh mua hàng thì thôi. Thậm chí ngày trước á, là mình có những khách hàng là phải đến 2 tháng sau họ mới mua, nhưng ngày nào mình vẫn kiên trì, mình đều đặn, mình theo sát và mình chăm sóc cho đến khi họ mua. Thì đó chính là những bài học, mình chính là bài học để cho nhân viên của mình nhìn vào đó là cái cách của mình bán, và họ thấy cái đó là gì, kể cả thất bại đó thì mình cho họ thấy rằng là cái tinh thần và cái ý chí, cái quyết liệt của mình khi mà mình theo đuổi với khách hàng. Còn đối với á, những khách hàng mà người ta đã mua hàng thì họ cho họ thấy được những bài đó, đúng không? Vậy thì đầu tiên là mình gọi một cuộc, sau đó họ học từ cái cuộc đó, sau đó mình để cho họ cái gọi cuộc số 2, sau đó họ cuộc số 2 mình mới ngồi lại mình sửa cho họ, mình sửa cho họ xong thì bắt đầu mình gọi cuộc số 3, cuộc số 3 xong bắt đầu mình cho họ rút ra được bài học gì từ cuộc số 3 này, bắt đầu cuộc thứ 4 mình cho họ gọi, cho họ gọi xong bắt đầu mình lại chỉnh sửa cho họ tiếp, rồi cuộc thứ 5 mình gọi mẫu cho họ thêm một lần nữa, mình lặp đi lặp lại một tuần như vậy thôi, thì bắt đầu họ bán hàng rất là tốt. Thì đó là mình dành cho đầu tiên đó là tuyển dụng vô là khoảng tầm 10 người, sau đó mình lọc ra sau một tháng thì mình chỉ chọn lại đúng 4 người, mà 4 người đó là 4 người tốt nhất thì họ cân cho mình, và đó là việc bán lẻ. Thì như vậy là mỗi ngày đó mình chỉ làm việc với họ là khoảng 1 đến 2 giờ đồng hồ thôi, là mỗi ngày đó là bắt đầu mình nói về cái mục tiêu của ngày hôm nay, rồi nói về văn hóa truyền động lực, rồi làm về mastermind, rồi bắt đầu thực tập về cái bộ thẻ từ chối đó, cho người ta thực tập lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, thì bắt đầu level của họ bắt đầu tăng lên, hoặc là mình review về sách, hoặc là mình training cho họ, mình đào tạo cho họ. Thế là mỗi ngày như vậy mình chỉ cần có làm việc với họ là khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Và trong 1 đến 2 tiếng đồng hồ đó là vào khoảng từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ sáng đấy, thì bản thân mình là mình gọi luôn. Còn ví dụ như bây giờ thời điểm hiện tại đó, đối với một nhân viên sale của anh làm ấy, thì anh nói với họ luôn là vào ở trong môi trường này rất thách thức, rất là kỷ luật, và phải bắt đầu từ lúc 4 giờ 30 sáng. Là họ đến là họ học cái lớp 5 giờ sáng của anh luôn. Sau đó anh kèm từ 5 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng. Có là anh làm việc với họ trong cái thời gian đó, và mình training và mình huấn luyện cho cái đó. Và sau bắt đầu từ 7 giờ cho đến tối là họ bắt đầu thực hành, họ sale, họ bán hàng. Vậy thì ngày nào người ta họ cũng làm việc với mình, thì mình làm việc với đội này đó, nó chỉ khoảng 2 giờ đồng hồ thôi. Và kể cả những người mà người ta đã đội bộ phận sale và cái đội ngũ và downline của mình đó, thì họ đều làm việc với mình là từ khung giờ đó là từ 5 giờ sáng cho đến là 7 giờ sáng. Và sau cái giờ đó đó thì có phải là mình tập trung vào việc mình tuyển dụng không? Đúng không? Kể cả những ngày mà anh có khóa học luôn. Kể cả những ngày anh có khóa học luôn thì có phải khóa học ấy, thì cũng là diễn ra từ 9 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Ví dụ như 9 giờ tối hôm nay xong thì 10 giờ bắt đầu anh lại livestream với mọi người ở đây. Thì 9 giờ sáng là đến 9 giờ tối là bắt đầu mình huấn luyện, mình mở những cái lớp đào tạo. Đúng không? Nhưng buổi sáng mình làm việc với downline, mình làm việc với nhân viên ấy, là nó diễn ra từ 7 giờ sáng cho đến 9 giờ đến 7 5 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng rồi. Vậy thì việc mà mình làm việc với downline và làm việc với nhân viên nó không có ảnh hưởng gì cả. Và thời gian còn lại thì việc của mình đó là mình vẫn cứ tuyển dụng nhân viên, rồi mình mở lớp học, rồi mình ngồi cà phê, thì nó không bao giờ có phải ảnh hưởng gì hết. Vậy ở đây đó là chúng ta tăng cái thời gian làm việc của chúng ta bằng cách là chúng ta sắp xếp một cái thời gian nó hợp lý hơn, thì lúc này chúng ta làm việc hiệu quả hơn. Và chúng ta thấy rằng là ồ, nếu mà nói về công việc này tự do mà tại sao bây giờ mình lại làm nhiều như thế? Thực sự đó là gì? Khi mà chúng ta có lãi nhiều thì chúng ta có niềm đam mê thì chúng ta làm nhiều thôi. Nó đơn giản như vậy. Cái hai nữa là gì? Đặt mục tiêu đó là mình làm 5 năm hay là 10 năm. Nếu mà mình làm mục tiêu đó là mình làm 5 năm, mình làm một ngày là 14, 15, 16 tiếng đồng hồ với Nuskin, thì sau 5 năm là mình có cả 100 team lead rồi. 1000, mình đặt mục tiêu đó là 1000 team lead. Thì khi mình có 1000 team lead rồi á, thì hệ thống nó rất lớn, nó rất vững mạnh rồi. Mình đã training, mình đã tạo ra một cái hệ thống của những người họ làm việc độc lập và tự chủ phía sau rồi. Thì lúc đó nó tạo ra cho chúng ta một cái hệ thống rất lớn phía sau. Thì lúc đó chúng ta có thể nghỉ hưu. Nhưng thực ra là cái cuộc đời của chúng ta đó, nó chỉ vui, nó chỉ hạnh phúc, nó tốt nhất đó là khi chúng ta được cống hiến, chúng ta được làm. Và mỗi ngày mình làm á, mình thấy con số tiền nó nhảy vào trong tài khoản nó càng nhiều đó, thì càng hứng khởi hơn, càng làm càng hứng khởi, càng làm càng hạnh phúc, càng làm càng năng lượng. Thì đó là cái mà niềm vui khi mình nhìn thấy những con số đó nó liên tục nhảy, liên tục nhảy, liên tục nhảy. Và cái thứ hai nữa, cái thứ ba nữa đó là gì? Đó là khi mình làm, mình giúp đỡ cho được những người khác, người ta thay đổi cuộc sống của họ, người ta thành công hơn, thì và mình liên tục mình tạo ra giá trị. Ví dụ như cách đây khoảng 10 ngày trước, mà 15 ngày trước, thì anh đưa ra một cái quyết định đó là gì? Mỗi ngày là mình phải làm một cái livestream với tất cả anh em ở trong team của chúng ta.
Và đúng các bạn là bữa giờ chúng ta thấy là ngày nào 10 giờ, dù ban ngày anh có lớp học hay là làm đi gì chứ đi cho nó nữa, thì tối về là 10 giờ sẽ cùng live với tất cả anh em. Đó là cái sự cam kết của mình. Mình muốn đó là đột phá về bản thân mình. Mình muốn vượt qua một cái giới hạn của bản thân mình. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ví dụ như mới hôm qua thì bắt đầu anh set up ra một cái team media để làm gì? Để làm những cái video về truyền động lực. Thì hôm nay có post ở trên Facebook đấy, thì các bạn thấy. Thì yeah, mình đưa ra một cái cam kết đó là từ bây giờ cho đến năm sau, đó là mình phải một năm thì 365 ngày, tức là một ngày như vậy mình phải tạo ra được một video. Vậy thì trong 3 năm tới đây là mình phải tạo ra 1.000 cái video về truyền động lực ở trên kênh YouTube. Tức là ngày nào mình làm liên tục. Đó là cái sự cam kết của mình. Rồi kèm theo đó là năm nay mình đặt cái mục tiêu đó là mình phải viết được 5 cuốn sách. Đúng rồi. Rồi đó là những cái mà giá trị mà mình cống hiến, giá trị mà mình trao đến cho cộng đồng. Và mình cảm thấy vui, mình cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Khi mà nhìn thấy những con người thay đổi, ví dụ như bữa giờ chúng ta xem livestream đấy, thì đó là cái niềm hạnh phúc đó. Khi mà nhìn nghe được những câu chuyện của chuyển đổi, mọi người từ những cái người rất khó khăn vất vả, và sau đó họ chuyển đổi và bây giờ họ có thành công. Kể và có, và chúng ta thấy rằng là những người tham dự livestream là có đến từ nhiều nhóm tính cách khác nhau, đến từ nhiều thành phần khác nhau, đến từ nhiều đối tượng khác nhau, nhưng họ đều có một giấc mơ, họ đều có một mục tiêu, họ đều có một cái khát vọng thay đổi, và cuối cùng họ đều đi đến thành công. Nên là không có ai mà không có khả năng thành công, ai cũng có đầy đủ tố chất để một người thành công, với điều kiện người đó có một khát khao, người đó đưa ra cái quyết định đó là bản thân mình phải thành công. Nên là ông muốn, đó là mình muốn đưa ra những cái video, mình viết ra những cuốn sách để mong muốn là truyền ra, trao ra những cái giá trị cho cộng đồng, cho xã hội, và chạm tới một ai đó và giúp cho người ta thay đổi thông qua cái công việc kinh doanh của Nuskin. Và cái công việc này mình cảm thấy mình làm được sống trọn vẹn với cuộc đời của mình. Mình cảm thấy hạnh phúc khi mà giúp được cho những người khác, người ta thay đổi, người ta thành công. Vậy thì lúc đó chúng ta có phải làm được hai việc, là chúng ta bán lẻ vẫn làm tốt và chúng ta tuyển dụng vẫn làm tốt. Vậy thì ở đây đó là cách mà chúng ta tổ chức và sắp xếp cái công việc như thế nào cho hợp lý và cho nó khoa học thôi, là nó ok đúng không ạ? Vậy thì bán lẻ, kể cả bây giờ anh hướng dẫn cho mấy bạn mới khi mà họ chưa có nhân viên đi, thì đơn giản đó là bây giờ mỗi ngày bạn chỉ tập trung vào từ sáng cho đến trưa, bạn sale cho ra kết quả là lãi được 3 triệu, sau đó buổi chiều cho đến tối thì việc của bạn còn lại đó là bạn tuyển dụng thôi. Thì như vậy là mình cân được cả hai việc, đó là vừa bán lẻ vừa tuyển dụng. Nó rất là dễ dàng. Chúng ta phải nhớ luôn luôn là phải bán lẻ có lãi, một ngày ít nhất đó là chúng ta phải lãi được 3 triệu đồng. Làm gì làm phải có lãi 3 triệu đồng một ngày đã. Bởi vì khi có lãi đó, chúng ta nói gì cũng ok hết. Khi có lãi, bản thân chúng ta cũng có động lực, bản thân chúng ta cũng có niềm tin, bản thân chúng ta cũng cảm thấy là hào hứng. Chiều nay mới post một bài đó, chúng ta bị áp lực khi nào, chúng ta bị căng thẳng khi nào, chúng ta bị stress khi nào. Đó là khi chúng ta có không có tiền đấy, thì dù có như thế nào đi chăng nữa chúng ta vẫn cảm thấy bị stress, bị căng thẳng. Vậy thì cái giải pháp, cái liều thuốc nó chữa được cái căn bệnh nan y là bị stress, bị căng thẳng, bị áp lực đó, đó chính là tiền. Có tiền chúng ta sẽ giải quyết được hết tất cả những cái đó. Yên tâm đi, bạn đừng có lo việc đó. Khi có tiền tự nhiên bạn đam mê, khi có tiền tự nhiên bạn thấy đó là lẽ sống, khi có tiền đó, tự nhiên bạn cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Đó là điều mà mình nhận ra một cách nó thực tế, nó rõ ràng như thế. Không biết là Vinh có cái điều đó không, nhưng đối với anh thì anh thấy là điều đó nó rất rõ ràng trong cái điều. Dạ, dạ đúng rồi thầy, có tiền là có năng lượng thầy. Dạ. Chính xác thầy. Dạ. 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 Đó. Dạ, cảm ơn. Ok. Dạ, hay quá thầy. Ok, có thêm một cái câu hỏi này, Nguyễn Quang Khải. Là hai anh trai cho em hỏi, em xem mấy like của các anh trong Nuskin, nó thấp và anh Linh, các anh có cả ở miền Nam và miền Bắc, em thấy team nào cũng mạnh và vui, vậy cho em hỏi mình lên nên vô team nào, và em nghĩ là do bản thân mình hay do một đội nhóm để mình phát triển. À, suy nghĩ của em vậy, mong hai anh cho lời khuyên. Huỳnh Đức Linh chia sẻ đi em. Vậy cho em hỏi mình nên vô team nào, và em nghĩ là do bản thân mình hay là do một đội nhóm để mình phát triển ạ? Thì team nào thì cũng được sự hỗ trợ nhiệt tình của tất cả mọi người trong team thôi. Bởi vì cơ bản là trong DMS Conbi á, là có văn hóa gọi là văn hóa chia sẻ. Bạn có thể hỏi bất kỳ ai thì đều được chia sẻ hết, và họ chia sẻ rất là nhiệt tình. Dạ. Yeah. Và em nghĩ là do quan trọng là mình ai tác em vào cái livestream này thì em vào của team. Hãy hỏi. Dạ. Đúng rồi, chính xác. Hãy hỏi cái người mà đã tác mình vào cái livestream này á. Yeah. Còn ví dụ sau này làm việc á, bạn có bất cứ câu hỏi gì bạn muốn được hỗ trợ thì bạn có thể hỏi tất cả mọi người trong team, có thể hỏi mình, có thể hỏi những người anh em trong đội nhóm khác, thì mọi người đều giúp đỡ bạn một cách nhiệt tình, chia sẻ nhiệt tình. Chuẩn luôn. Bởi vì đây là văn hóa thành công hay không á, phát triển hay không á, thứ nhất đó là do bản thân mình,
bản thân mình là chiếm đến 90%, còn team sẽ hỗ trợ cho chúng ta là khoảng 10%. Nhưng cái quyết định thành công hay không á, nó vẫn luôn là dựa vào chính bản thân mình là chính. Ha. Đó. Yeah. Còn vào team nào thì chúng ta cứ nhớ là chúng ta xem livestream á, chúng ta muốn làm cùng với Nuskin thì chúng ta xem ai là người đưa mình vào xem livestream này, ai là người tag mình vào cái livestream này, thì chúng ta liên hệ với cái người đó sẽ giúp cho bạn tìm hiểu về cái công việc này, tìm hiểu về cái cơ hội kinh doanh này, và họ sẽ giúp bạn kết nối. Và còn vào đây thì bất kỳ team nào ở Sài Gòn, Hà Nội thì đều sẽ giúp đỡ cho bạn, đều hỗ trợ bạn cho bạn về chia sẻ về kiến thức. Bởi vì cái team này đó là mọi người đều có một cái văn hóa, đó là văn hóa cho đi, nên bạn yên tâm về việc đó ha. Rồi, cần có câu hỏi nào nữa thì chúng ta cùng đặt câu hỏi với anh Huỳnh Đức Vinh nhé các bạn. Làm sao anh tuyển dụng hay thế, hệ thống dưới anh toàn locker. Nguyễn Mạnh Cương. Mạnh Cương. tuyển dụng hay thế à? Anh thì mình cứ dạ cũng một phần thầy. Thì cơ bản á, đầu tiên thì nó cũng phải xuất phát từ chính bản thân mình. Khi mà mình đi tuyển dụng á, mình muốn hút những người như thế nào thì cái bản thân của mình á, mình cũng phải là cái người đó trước đã. Ví dụ như bản thân mình á, thì mình là một người vui vẻ này, nhiệt tình này. Thực sự mình những người anh em á, vào trong team mình á, là đều có những tính cách giống giống như mình, là người rất là nhiệt tình. Thực sự như vậy. Mình cứ cống hiến, mình cứ cho đi đi, thì mình sẽ gặp được những người cũng giống giống như mình như vậy. Và khi khi mình gặp được Hoàng Nam, thì Hoàng Nam thì cũng là người nhiệt tình, nó cũng giống giống như mình thấy ok, ở đây giống như là lực hấp dẫn vậy, lực hút vậy đó. Khi mà bạn thực sự nhiệt tình thì bạn sẽ hút được những người nhiệt tình giống vậy. Nên á, để mà bạn hút những cái người thực sự là những người có tố chất leader thì đầu tiên á, cái con người bạn phải phải lớn lên nè, bạn phải thực sự lớn. Và bạn muốn hút được những người như thế nào á, thì bạn hãy trở thành những người đó đi, thì bạn sẽ hút được những người đó. Ok, thì đó là cái cách của mình. Chuẩn xác, chính xác. Em có thể Nguyễn Mạnh Cương nhé, em có thể dùng cái top 5. Thứ nhất là mình làm một cái top 5 về viết những người mà em muốn tuyển dụng, người đó có tố chất như thế nào, cái tính cách của họ ra sao. Có là mình viết rõ ra cái chân dung mà mình muốn tuyển dụng, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là mỗi buổi sáng trước khi mà mình dậy đó, mình nhắm mắt lại, mình hình dung tôi là một team lead Platinum 4 Star và tôi kiến tạo ra những nhà team lead Platinum 4 Star khác. Bắt đầu mình hình dung về cái người mà mình muốn tuyển đó là ai, và mình hình dung mình thu hút, mình giống như là một cái cục nam châm, mình hút những con người đó đến với cái đội nhóm của mình đó. Và mình làm cái điều này liên tục trong vòng 90 ngày, em sẽ thấy kết quả. Đó là cái cách mà anh làm. Hay quá. Thực tế đó là những bạn nào mà chúng ta học cái lớp 5 giờ sáng của anh ấy, thì anh làm cho họ điều đó thường xuyên liên tục, và cuối cùng đó là kết quả nó tới. Rồi, các bạn nào có câu hỏi nào nữa thì chúng ta cùng đặt câu hỏi cho anh Huỳnh Đức Vinh nhé các bạn. Rồi, mọi người chúng ta có câu hỏi nào chúng ta cùng hỏi đi các bạn. Đặt câu hỏi cho anh Huỳnh Đức Vinh. Làm liên tục trong 90 ngày, đúng rồi, chính xác. Làm liên tục trong 90 ngày đó. Ví dụ như khi mà chúng ta bị lỡ mất đi niềm tin đó, có là mình sẵn có những cái suy nghĩ, những cái lời đối chọi ở trong đầu đó, thì chúng ta lấy cái bản công thức tự tin của thầy Alan Agao ra, sau đó mình đọc cái bản đó, mình đọc đi đọc lại, đọc đi đọc lại, mình đọc và mình phải có thể, hoặc là mình dùng cái bàn tay của mình đó, dùng tay trái này, sau đó đưa tay phải này, khi mà một lời nói mà hơi tiêu cực xuất hiện cái ấy, mình đọc một tay một cái, mình lại im mồm đó, mình yes, tôi là một nhà team lead Platinum 4 Star, biết kiến tạo ra những người team lead Platinum 4 Star khác. Tức là mình phải liên tục như vậy đó, thì để mình thu hút được những cái người mà xuất sắc, người ta đến với team của chúng ta. Thì đó là cách anh làm và thu hút được rất nhiều leader đến với mình. Và cái thứ hai đó là mình muốn thu hút được những người như thế nào thì bản thân mình phải như vậy. Vậy thì một cái câu hỏi là bây giờ chúng ta cần phải vạch ra đó, một người team lead Platinum 4 Star là một người như thế nào? Đó, mình phải định hình là một người team lead Platinum 4 Star là một người như thế nào. Thì bản thân mình phải là một người như vậy đã, thì mình sẽ thu hút được chính xác những người như vậy. Thứ nhất đó là chúng ta đều thấy nào, những người team lead Platinum 4 Star đấy, họ đều là những con người siêu tích cực. Thì mình luôn phải kiểm tra bản thân mình là mình có làm một người siêu tích cực hay không. Ví dụ như khi mà
người ta bán phá giá đấy, mình có tích cực với điều đó hay không? Đó là, hay là khi có bất kỳ một điều gì thì mình đang suy nghĩ là một cách hoàn toàn là tích cực, hay là mình đang có những cái suy nghĩ là hơi tiêu cực một chút, hay là có một cái gì đó một chút, thì mình phải thường xuyên để ý điều đó một chút. Các bạn nhớ chú ý là mình phải xem là mình có thường xuyên là một người siêu tích cực hay không. Tức là mình phải cần phải kiểm tra rất kỹ về cái điều đó thì mới được các bạn. Cái thứ hai đó là mình phải xem là mình đã là một người sẵn sàng cho đi hay chưa. Mình phải coi là mình đã là một người sẵn sàng cho đi hay chưa. Nếu như mình chưa phải là một người đã sẵn sàng về sự cho đi đó, thì chúng ta rất khó để mà chúng ta thu hút được một người leader lớn. Bởi vì cái người leader đến đó, họ đến ngoài cái điểm mà cái kết quả chúng ta, đó là người ta còn coi đó là cái đức của mình như thế nào, cái đạo đức của mình ra sao, cái tình yêu thương của mình nó như thế nào. Người ta nể phục, đó là nể phục về cái đức của con người đó, nó chứ không phải là cái tài năng không. Tài năng thì làm cho người ta quý mến, người ta đến với mình. Nhưng cái việc mà người ta ở lại, người ta làm với mình ấy, thì nó phụ thuộc vào cái sự cho đi của mình nó có đủ nhiều hay không, cái tâm của mình nó có đủ lớn hay không. Tâm chúng ta nó phải đủ rộng lớn thì chúng ta mới cuốn hút những người đó đến với đội nhóm của chúng ta được. Ok không ạ? Rồi. Và cái thứ ba nữa đó, đó là cái tầm nhìn của chúng ta đó, là nó có đủ lớn hay không. Bởi vì một trong những cái mà người ta không đến với bạn đó, đó là vì cái tầm nhìn của chúng ta nó quá nhỏ bé. Đúng không ạ? Và người ta thấy rằng là cái mục tiêu của mình, tôi chưa biết là mình có làm được hay không, nhưng người ta thấy là mục tiêu của mình đã nhỏ rồi thì làm sao mà có thể đạt được cái chuyện lớn được. Vậy thì một cái người leader lớn á, họ muốn làm việc với những người, người ta nghĩ về những việc lớn, người ta làm về những cái việc lớn, thì đầu tiên đó là bạn phải có được những cái giấc mơ lớn, phải có những cái mục tiêu lớn, phải có một cái tầm nhìn lớn để mà cuốn hút những con người đó. Thì bây giờ mình phải coi lại, đó là mình có dám tuyên bố về những cái mục tiêu lớn, mình có dám hành động một cách mạnh mẽ để thực hiện những cái mục tiêu lớn hay không, hay là mình đang làm những cái mục tiêu nhỏ, mình đặt những cái mục tiêu nhỏ, mình làm những cái nhỏ, thì tất nhiên mình thu hút những con người nhỏ đến với tổ chức của chúng ta thôi. Đúng chưa? Và thứ tư nữa, đó là mình phải kiểm tra, đó là mình có kỷ luật hay không. Bởi vì một người thành công, người ta rất thích về sự kỷ luật. Đúng không? Người ta rất thích một người kỷ luật. Mà nếu bản thân mình là không phải là một người kỷ luật, thì mình không thể kiến tạo sự kỷ luật trong tổ chức của chúng ta được. Mà mình không kiến tạo sự kỷ luật trong tổ chức của chúng ta được ấy, thì cái đội nhóm đó, người thì làm A, người thì làm B, người thì làm C, nó loạn sinh ngầu lên hết, nó không đâu vào đâu cả. Và khi một tổ chức không đâu vào đâu hết ấy, thì nó không có một sự thống nhất, không có một cái hướng đi, không có một cái sự đồng nhất, thì nó không bao giờ tạo nên một cái sức mạnh được. Đúng chưa? Nên là cái sự kỷ luật đó là một cái nó cực kỳ quan trọng để giúp cho con người ta quyết định lớn thành công hay không. Đó. Rồi đó là những cái đặc điểm mà có thể chúng ta có thể tham khảo. Thì anh đã làm những cái video nói về việc mà văn hóa, xây dựng về văn hóa đấy. Đúng chưa? Thì bằng cách đó là, và kèm theo một cái yếu tố đó, đó là cái tình yêu thương chúng ta phải đến ấy. Cái sự kỷ luật của chúng ta đến với mọi người, đó là cái kỷ luật với tình yêu thương. Cái kỷ luật mà chúng ta làm ở đây, đó là với mục đích giúp cho người ta trưởng thành hơn, giúp cho người ta tốt hơn. Chứ không phải là cái kỷ luật của chúng ta ở đây là làm cho vì mình ghét họ, mình muốn làm cho nó ra vẻ ra đây. Mà cái mình làm đó là vì mong muốn để giúp cho người ta tốt hơn. Ví dụ những kỷ luật mà em muốn làm 5 giờ sáng đó, thì làm cho mọi người có thói quen đó là dậy sớm. Bởi vì cái dậy sớm đó nó mang lại cho người ta một cái nguồn cảm hứng mới. Có thể một tuần đầu tiên, 2 tuần đầu tiên, 3 tuần đầu tiên đó, người ta cảm thấy vật vã, người ta mệt mỏi. Nhưng khi mà người ta quen với cái nhịp đó, người ta cảm thấy rất là sung sướng, người ta cảm thấy hạnh phúc. Và một ngày như vậy, người ta có cả một cái ngày dài, người ta làm được rất nhiều thứ, người ta có nhiều cái việc tốt hơn. Rồi, hay là ví dụ như anh làm cho người ta cái squat ấy. Cái squat là 1000 cái squat đó, thì làm cho người ta phải vượt được qua cái giới hạn về bản thân mình. Kèm theo đó là trong 1000 squat đó, người ta giúp cho người ta tập trung vào mục tiêu, người ta tuyên bố về mục tiêu, người ta nói liên tục như vậy, và kết quả sau đó người ta bán hàng. Vậy thì những cái việc của mình làm, những cái kỷ luật của mình làm đó, đó là với mục đích là để cho người ta luôn luôn phát triển, để cho người ta có được cái doanh số tốt hơn, để cho người ta trưởng thành nhiều hơn. Và cái mà luôn làm đó là gì? Focus vào việc đó là người ta phải có lãi. Nếu không có lãi, không có tuyển dụng, không có lãi, không có làm được gì cả. Tập trung vào một việc, đó là mỗi ngày phải có lãi ít nhất đó là 3 triệu đồng. Thì lúc đó muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm. Ví dụ như các bạn trong lớp 5 giờ sáng của anh á, là ví dụ như đến 9 giờ họ có hẹn với ai đó chẳng hạn,
thì họ nói là anh em bây giờ là em đến 9 giờ em có hẹn với người này, anh có thể cho em đi gặp được không? Thì anh chỉ nói một câu rất đơn giản thôi, em có lại 3 triệu chưa? À chưa có, thì nếu mà bạn muốn đi thì bạn đóng 500 ngàn. Đúng không? Thì họ có thể nói lý do ABC gì đó. Thì một là bạn bán đóng 500 ngàn, hai là bạn đi là đi luôn nếu bạn không đóng. Đúng không? Và đó là quyền lựa chọn của bạn. Thì khi mà chúng ta làm rất gấp như vậy đó, thì ngày hôm sau họ biết là gì? Hôm nay phải lãi 3 triệu đi. Hoặc là nếu người ta hẹn khách hàng thì người ta sẽ hẹn vào buổi chiều hoặc là hẹn buổi tối. Thì đó là giúp cho người ta luôn biết là cái gì cần phải ưu tiên trước. Thì lúc này họ biết rằng là lãi là phải cái ưu tiên trước. Và khi lãi là một cái ưu tiên trước ấy, thì thứ nhất là người ta có thu nhập, người ta cải thiện về đời sống của họ. Và khi người ta có tiền á, tự nhiên con người ta tích cực. Khi mà người ta có tiền á, cuộc sống họ thay đổi. Và gia đình họ cũng vui vẻ hơn, họ cũng hạnh phúc hơn, được mọi người ủng hộ hơn. Thì lúc này là họ sẽ tập trung vào công việc hiệu quả hơn. Và khi người ta có lãi đấy, người ta cũng giúp đỡ được cho nhiều người hơn. Và khi người ta có lãi đấy, thì người ta tuyển dụng nó cũng dễ dàng hơn. Và cái việc mà người ta giúp đỡ cho người khác đó là những cái câu chuyện thật, chứ nó không phải đơn thuần đó là chém gió. Thì đó là cách mà anh làm. Yep. Đó là kỷ luật, đó là luôn luôn vì một mục đích tốt. Kỷ luật đó là vì muốn cho họ tốt hơn. Kỷ luật đó là vì mình yêu thương họ, chứ không phải là kỷ luật đó là vì một cái gì khác. Ok. Dạ. Yeah. Ok không ạ? Yes, ok thầy. Hay quá thầy. Các bạn nào có câu hỏi nào mới hỏi với anh Vinh đâu? À, chúng ta đặt câu hỏi cho Vinh. Diễn đàn của hôm nay là của Vinh mà mình chiếm sóng nhiều quá. Nhưng mà hay quá thầy. Thầy dạ. Cái tư duy tuy nó không phải là mới nhưng mà rất hay thầy. Dạ. Nó đi nó lại bằng hay. Dạ. Thì đúng cái một lần là nhắc nhở lại đây. Dạ, dạ. Nhắc nhở lại mọi người. Dạ. Ví dụ như bây giờ là team 5 giờ sáng là các bạn đã squat quen quá rồi. 1000 dạ. Squat là bây giờ nó quá nhẹ nhàng rồi các bạn. Bộp 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 30 45 phút là xong 1000 rồi. Thì anh đổi sang là plank 30 phút. Wow. Đó, cái 2 phút một lần, 2 phút một lần, 2 phút một lần. Vất vả luôn. Wow. Như vậy đó là giúp cho người ta phải đột phá, người ta vượt qua giới hạn. Dạ. Thì khi mà người ta plank được, người ta squat được thì bán hàng người ta cũng làm được thôi. Thì bây giờ là trong team có một vài bạn là lãi trên 5 triệu một ngày này, có một bạn thì lãi trên 10 triệu một ngày. Tức là một cách đều đặn. Thì đó là người ta có kết quả, và có kết quả đó là một điều mà mình cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc. Bởi vì sao? Gia đình của họ được thay đổi, cuộc sống của họ thay đổi. Đúng không? Và lúc đó và khi có câu chuyện thật ấy, họ sẽ chạm được đến nhiều người hơn và giúp được nhiều người hơn. Bởi vì cái mà việc người ta giúp cho người ta đó là tạo ra những cái kết quả thật. Còn nếu mà người ta tuyển dụng vô mà người ta không có kết quả đó, thì người ta đưa người ta vô rồi mà người ta không có thành công ấy, thì có phải là tự nhiên làm cho người ta bị cảm thấy rằng là nó mất niềm tin, người ta mất đi cái suy nghĩ tích cực hơn. Nên là cái mà anh luôn phải dí đó là mọi người phải bán lẻ có lãi rồi làm gì làm, đúng không? Kênh Lee Robert anh có nói văn hóa nhân viên em thấy rất hay và nó có thể ứng dụng cho nhiều mô hình kinh doanh chứ không chỉ No Skin. Chính xác rồi em. Anh cho em hỏi, anh đào tạo nhân viên bán lẻ thì có khác biệt gì với downline hay không? Có những giải pháp đền gì để nhân động đội nhóm nhân viên bán lẻ không ạ? Thực ra nhân viên bán lẻ đó với downline thì thực ra là anh đều đào tạo chung với nhau. Chỉ có khác một điều đó là downline thì anh đào tạo thêm về hai thứ. Thứ nhất đó là về marketing. Thứ hai đó là đào tạo cho họ về cái tuyển dụng, huấn luyện và đào tạo. Còn đối với nhân viên sale thì họ tập trung vào việc sale là chính. Tức là họ tập trung vào đúng một kỹ năng thôi, đó là sale và chăm sóc khách hàng, sale và chăm sóc khách hàng. Nên là nhân viên sale họ bán hàng rất tốt và chăm sóc khách hàng rất tốt và tạo ra doanh số rất tốt luôn. Đấy. Thì anh muốn chia sẻ với các bạn một cái câu chuyện đến từ cái tập đoàn Samsung. Cái tuyển công nhân thôi nha các bạn. Các bạn cứ hỏi những người mà làm công nhân của Samsung đi. Mà ở khu vực phía Bắc ấy. Phía Nam thì anh cũng biết nhưng phía Bắc nên là họ làm như thế này. Một nhân viên là công nhân của Samsung thôi nha. Trước khi được tuyển vào Samsung thì họ có 10 ngày đến để học. Thì 10 ngày đó họ cái gì? Cái ngày đầu tiên ấy, là họ học về, họ được giới thiệu về Samsung. Và 3 cái ngày kế tiếp đó là họ sẽ học về văn hóa và quy tắc và những cái nội quy của tập đoàn Samsung. Và cái ngày thứ 5 ấy, là họ học về một cái. Đó là họ học về cái truyền động, họ động lực là người ta chiếu một cái bộ phim nói về động lực, nói về gia đình, nói về bố mẹ. Và cả cái hội trường đó người ta khóc. Và sau đó người ta viết một cái bức thư về cho gia đình, rồi viết về giấc mơ, rồi xin lỗi ba, xin lỗi mẹ. Tức là người ta gắn kết về cái tình yêu thương ở trong đó. Đúng chưa? Rồi người ta viết những cái bức thư, người ta nói những lời xin lỗi
và kết nối giữa gia đình và con cái. Đó là cái mà tập đoàn Samsung làm. Và ở cái ngày thứ 5 đó, là họ làm một cái điều cực kỳ quan trọng không ạ? Đó là bắt đầu họ cho người ta nhảy cóc cùng với nhau, nhảy cóc từ sáng cho đến tối, từ sáng cho đến tối, và nhảy cóc cùng với nhau. Và người ta để hai cái xe, những cái xe cứu thương ở hai bên. Và nếu như cái người mà nào mà nhảy cóc mà xỉu ấy, thì sẽ có xe cứu thương, họ đưa xe cứu, họ cấp cứu, họ phục hồi lại. Và sau khi khỏe xong, người ta lại trở ra nơi chỗ học đó để nhảy cóc tiếp cùng với đồng đội. Thì lúc đó nó gắn kết tình đoàn kết lại với nhau, yêu thương nhau, rồi chăm sóc nhau, động viên lẫn nhau. Người ta tạo ra một cái tinh thần như vậy. Và nếu một người bỏ cuộc không vượt được qua cái khóa học này, người ta sẽ không nhận vào làm Samsung. Dù đó là tuyển nhân viên thôi nhé các bạn, chứ chưa nói là đến là những cái lãnh đạo cao cấp khác. Nhân viên thôi, họ đã làm như vậy rồi. Nếu mà không vượt được qua cái đó, họ không nhận. Còn nếu mà vượt được qua cái đó, thì họ nhận. Rồi trong quá trình mà làm á, trong quá trình mà bắt đầu làm á, thì bắt đầu họ có những cái hộp thùng giấy, cái thùng á, chia thành từng tổ với nhau. Và tổ nào mà vẽ mà, thì nó làm con hạt giấy, và bắt đầu người ta viết về giấc mơ của mình trong đó và gấp thành con hạt giấy. Và đội nào có nhiều con hạt giấy nhất, đó là đội chiến thắng. Có là người ta khuyến khích người ta viết về giấc mơ với nhau rất liên tục. Và nhân viên người ta đi làm ở tập đoàn Samsung, người ta cảm thấy hạnh phúc với đó. Người ta rời xa rồi, người ta cũng còn nhớ lại những cái ngày tháng mà người ta ở tập đoàn của Samsung. Đó là công nhân thôi. Wow, wow. Hay quá đó. Bằng hóa hay quá thầy ạ. Chính xác. Nên là đối với nhân viên sale, đối với nhân viên kinh doanh, chúng ta cần phải làm quyết liệt. Bởi vì nếu không làm như vậy đó, họ đâu có trưởng thành lên được, họ đâu có hạnh phúc hơn được, họ không hoàn thiện và không phát triển bản thân được. Thì lúc đó cái việc mà con người ta không trưởng thành đó, thì họ rất khó thành công. Kể cả sau này họ làm với mình hay không làm với mình, thì khi mà họ đã đến với cuộc đời của chúng ta đấy, thì chúng ta cần phải nhận lãnh lấy một cái trách nhiệm. Đó là phải giúp cho họ không thành công thì cũng phải thành nhân. Đó là một cái lãnh nhiệm, một cái đón nhận về một cái trách nhiệm của chúng ta. Khi một bất kỳ một người nào đến với cuộc đời của chúng ta, thì chúng ta phải làm tròn trách nhiệm về cái điều đó. Thì với anh thì anh luôn cam kết đó là mỗi ngày như vậy, là 5 giờ sáng mình phải đứng dậy, mình phải tỉnh dậy, và mình cùng với mọi người mình huấn luyện và mình giúp cho mọi người họ vượt được qua giới hạn đó. Đó, và mình đồng hành cùng với họ để giúp cho họ ngày càng trở nên hoàn thiện hơn, ngày càng trở nên hạnh phúc hơn, ngày càng trở nên thành công hơn, và giúp cho người ta bán lẻ và có lại. Đó, thì đó là cái cách mà anh xây dựng về cái đội nhóm của mình. À, các bạn có câu hỏi nào thì chúng ta có thể đặt câu hỏi nhé. Để mà nhân một điều á em, thì cách của anh làm rất đơn giản. Anh không làm gì nó gọi là nó phức tạp cả. Mà khi mà nó bán lẻ có lãi đấy, người ta học nhanh lắm. Cảm thấy đi, một cái công ty ở ngoài đó, ông sếp mà kinh doanh lãi nhiều ấy, nhân viên nó học rất nhanh. Nhân viên nó copy công ty rất nhanh, và sau đó người ta mở ra một công ty đối thủ với ông sếp luôn. Dù không được dạy, bước 1 là gì, bước 2 là gì, bước 3 là gì, họ tự mò, tự học, tự copy, học rất nhanh, và ra nó làm một cái công ty nó còn tốt hơn cả ông sếp của người ta nữa. Nên là các bạn đừng lo là người ta không copy được. Có tiền là người ta copy được à? Không có tiền là người ta mới không copy thôi. Không có lãi đó, không có tiền đó, thì dù bạn chỉ chi tiết từ A đến Z thì người ta cũng không copy. Nhưng khi mà bạn làm ra có lãi đó, thì dù bạn cố gắng che giấu đi chăng nữa, thì người ta cũng bới móc, người ta tìm, người ta học một việc với người ta sao chép tốt hơn cả bạn nữa. Nên bạn an tâm việc đó đi. Cứ làm có lãi, cứ cho người ta thấy lãi một tháng 200 triệu, 300 triệu từ đồng tiền từ bán lẻ á, thì người ta tự động người ta sao chép của bạn hết toàn bộ luôn. Yes, chính xác thầy. Chính xác không? Yeah. Yes, chính xác thầy. Em ở Hải Phòng đấy anh, đúng rồi anh ạ. Không chỉ Samsung mà cả LG hay một số hãng khác. Đúng, chính xác. Chắc là bạn Thanh Tùng có làm vô ở một số hãng đó. Thì chúng ta thấy là từ Hàn Quốc, Nhật Bản người ta huấn luyện rất kỹ. Thì đối với chúng ta mà những cái người mà làm về mặt về trí tuệ, về tri thức mà chúng ta không làm tốt về cái đó là chúng ta thua là đương nhiên. Thì đối với những công ty lớn như vậy đó, là đó là đối với những công ty lớn mà cái đối tượng họ tuyển vào đó là công nhân thôi mà họ đã làm kỹ như vậy. Thì đối với chúng ta muốn một đội ngũ trở nên vững mạnh, nó trở nên thành công, thì chúng ta phải làm rất tốt về cái khâu văn hóa, thì chúng ta mới trở nên dẫn đầu được. Đúng không?
Yes, đúng rồi. Ok, các bạn có câu hỏi nào nữa? Chúng ta đặt câu hỏi với nhau nhé các bạn. À, đây là cái mọi người hay hỏi, đây là hôm nay anh có hôm qua post cái bài đó gì? Làm sao để xây dựng hệ thống? Cứ bán lẻ có lãi là người ta tự copy, đừng có lo gì hết. Đó, nó copy siêu nhanh luôn. Đúng chưa? Không có lãi thì người ta mới không copy rồi, có lãi là copy cực nhanh luôn. Chúng ta thấy Uber không? Uber thành công cái là biết bao nhiêu cái mạng công nghệ nó xuất hiện ra. Đúng không? Rồi á, một cái hệ thống quán cà phê thành công cái đầy quán cà phê người ta mở ra. Nên là khi có lãi á, người ta sao chép cực kỳ nhanh luôn. Và đó là Vinh với là các bạn có thấy là tại sao từ thời gian đầu tiên anh làm lãi chưa? Đó, những ngày đầu tiên các bạn ngày mấy trăm đơn tự nhiên. Mà anh đâu có chỉ, đâu có hướng dẫn gì mọi người nhiều đâu. Muốn học thì đến lớp học học. Đúng không? Và mọi người đến lớp học, người ta học cực kỳ nhanh, người ta làm cực kỳ nhanh. Người ta đến văn phòng của mình, người ta nghe buổi, hai buổi, thế là về người ta biết là. Yes, đúng rồi, chuẩn luôn. Chính xác, cái thời điểm đó em vậy. Em nói đi, em nói đi. Dạ, thì đúng cái thời điểm đó là lúc em học về quảng cáo. Và xong về chạy đa số. Đa số thịt, đa số là sale ra đơn, ra lãi. Thì rất là cái thời điểm đó là làm rất là làm theo thôi, em chỉ làm theo. Thực sự lúc đó em không biết gì về marketing, em không biết gì về sale, mà em làm theo. Làm theo thì em là đạt kết quả, rất là hào hứng. Thực sự rất hào hứng, tại vì mình thấy ra kết quả thì mình làm theo thôi, sao chép thôi. Ra kết quả là mình sao chép à, sao chép rất là nhanh, rất là nghiêm túc luôn. Chính xác, làm cực kỳ nghiêm túc luôn. Chiều nay anh post cái bài đó là gì? Khi nào mà chúng ta sẽ áp lực, cảm thấy stress, cảm thấy căng thẳng, chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đi một cái chuyến du lịch xa về, chúng ta sẽ có tâm thái thoải mái hơn. Chúng ta nghĩ rằng là chúng ta ngủ một giấc dậy là sẽ tâm lý thoải mái hơn. Chúng ta nghĩ rằng là gặp một người thành công nào đó, chúng ta sẽ cảm thấy được giải tỏa stress và sau đó chúng ta thoải mái hơn. Đúng không? Nhưng thực ra một ngày lời 10 triệu là tự nhiên tâm thái bạn thoải mái. Một ngày mà bạn có lãi 10 triệu tự nhiên bạn có động lực. Một ngày mà bạn có lãi 10 triệu á, tự nhiên người bạn luôn luôn tràn đầy năng lượng, stress tan biến ngay. Đúng chưa? Yes. Tiền mà nó cứ phải đều đặn á, thì bạn làm việc từ 5 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm mà không biết mệt mỏi đó là gì ấy. Làm tới 5 giờ sáng hôm sau luôn thầy. Dạ. Đấy, đâu bao giờ kêu ca, đâu bao giờ kêu áp lực đúng không? Đấy, còn khi đó chúng ta còn nói, ồ đây là đam mê của em rồi, đây là lẽ sống của đời em rồi. Đấy, còn khi mà không có tiền thì cái này em cảm thấy công việc này không phù hợp. Em cảm thấy bị stress, làm công việc mà đây stress. Thì đây không phải là cuộc đời của em, đây không phải là cuộc sống của em. Em không mong muốn cái cuộc sống như thế này. Nhưng tiền về tự nhiên, ồ đây là cuộc sống của em này, đây là lý tưởng của em này. Thì sao em? Dạ, đúng thầy. Đúng thầy. À, bạn Thanh Tùng nói là em làm Thế Giới Di Động, sau là Media Mart, chứ không làm ở đó. À, em nghe nhân viên em từng làm trong đó kể thôi ạ. Rất chuẩn đúng không? Trần Quang Tiến comment là cứ lãi sắp mặt lên, mọi thứ sẽ tự thay đổi, chuẩn xác luôn. Vũ Thủy quá chuẩn đúng không? À, bao nhiêu bạn ở đây cảm thấy là những điều lúc nãy giờ mình chia sẻ là đúng thì chúng ta cùng comment. Tôi rất là thích điều đó. Cứ lãi sắp mặt lên, chúng ta comment nhé. Cứ lãi sắp mặt lên. Cứ lãi là mọi thứ thay đổi. Cứ lãi là mọi thứ thay đổi. À. Hello Tạ Quang Hiếu. Ok, à, trong một số câu hỏi đó thì em còn câu hỏi nào em chưa trả lời với mọi người, chưa chia sẻ với mọi người ông Vinh? Dạ, em thì những cái mà em chia sẻ được thì em đã chia sẻ hết rồi thầy. Thì thầy, thầy thấy còn cái gì mà cần chia sẻ thêm các bạn thì thầy có thể chia sẻ thêm nè. Và là em cũng có cơ hội để em học thêm nữa thầy. Ok. Ok các bạn. Rồi, thế thì hôm nay đó mọi người đang comment là chính xác luôn. Rồi, chính xác. Cứ lãi là mọi thứ thay đổi. Đúng không? Thực ra đó, cái mà anh sẽ nhận tin đấy, anh cũng không có push. Có nhiều bạn đến đó, là nói rằng là
ví dụ như thường thì anh sẽ làm việc với một người là làm việc buổi đầu tiên thì anh làm việc với người ta rất kỹ, người ta nói về lý do, người ta nói về cách làm, có là nói về văn hóa, xong là có nhiều bạn ấy thì họ có năng lượng rất tốt đúng không? Thì sau đó về cái ấy, là anh đưa ra những cái KPI, ví dụ như là về phải viết bài hoặc là về gọi điện 400 phút, ví dụ nhân viên xe anh cho gọi 400 phút, thì có một vài bạn thì ngày mai lên ấy, thì anh kiểm tra lại kết quả là anh cần file 400 phút đó để anh check và anh kiểm tra và anh giúp cho các bạn đó hoàn thiện. Thì một vài bạn nói rằng là có khoảng một số thì người ta hoàn thành bài rất tốt, nhưng có một số thì người ta gọi được khoảng 10 phút, 20 phút, 30 phút xong người ta không gọi nữa. Thì anh bảo là vì sao em không gọi? Thì mấy bạn mới trả lời thế này này, là hôm qua em không hiểu sao ngồi nói chuyện với anh thì em rất có động lực, nên là sau đó em về, về tự nhiên em gọi được khoảng 30 phút, em cảm thấy mất động lực và em không gọi được nữa. Thì hôm nay em lên đây gặp anh là muốn anh có thể tạo động lực cho em thêm một chút nữa được không? Thì mình anh mới nói thế này, thì tốt nhất là em nên nghỉ làm công việc này đi, bởi vì đến động lực mà em còn phải nhờ anh push em mới có động lực thì anh nghĩ là em không nên. Còn nếu em muốn có động lực ấy thì tốt nhất đó là em đi học cái leadership training. Sau khi em học leadership training em có được cái động lực rồi thì sau đó em quay về làm nó chưa muộn. Còn với anh thì bây giờ là anh cần những người họ đã có động lực sẵn nhưng họ chưa có kiến thức, chưa có kỹ năng, chưa có kinh nghiệm, thì anh sẽ share cho họ về cái đó. Còn việc của anh đó là anh đưa ra cái yêu cầu, đó là anh đào tạo cho các bạn về kịch bản về sale, về chăm sóc khách hàng, và yêu cầu đó thực hành 400 phút. Mà nếu mà em không làm được cái đó thì anh nghĩ là em không phù hợp với công việc này. Còn nếu mà em vẫn quyết tâm theo đuổi thì em nên đi học về leadership để em có động lực, xong đó rồi em quay lại đây em làm thì chưa muộn. Còn vì như vậy thì bây giờ là hôm nay là em nên dừng đi, khuyên chân thành là nên dừng, bởi vì em không có động lực. Và em không có động lực thì anh cũng không nhận đâu. Mình rất thẳng thắn và mình phải rõ ràng về cái đó. Chứ đến việc mà kiếm tiền, đến việc làm giàu mà vẫn phải còn chờ mình phải push, thì chẳng lẽ cả suốt cả cuộc đời mình cứ đi push người ta, đúng không? Cảm giác mà đi push nó giống như là việc mà mình đi chăn bò á. Ở quê mình phải cái quất cái rồi, phải tạo động lực cho nó, phải quất vào mông nó thì nó mới chạy thì cũng được, đúng không? Phải ý thức cày thì mới được. Còn về không có biết cày ra sao, không có kiến thức, không có kỹ năng, không có kinh nghiệm thì mình mới là người chia sẻ cho họ. Nhưng cái quyết định làm đó là phải đến từ họ. Thì lúc đó em chỉ lọc ra những người mà người ta làm việc rất nghiêm túc, người ta có sự chủ động, người ta có sự cam kết, có sự quyết tâm, và mình lọc những người đó mình làm việc. Bởi vì mình cuộc đời chúng ta chỉ cần 16 chân team lead platinum 4 star là cuộc đời chúng ta thăng hoa rồi, đúng không? Đúng chưa? Vậy thì mình cứ bình tĩnh làm thôi. Mình cứ bình tĩnh mình làm, cứ từng bước, từng bước, từng bước, cứ sống cống hiến, cứ trao đi, cứ trao giá trị, cứ cho hết khả năng của mình. Thì tự nhiên là công việc của chúng ta nó cứ leader cứ đến dần, đến dần, đến dần, đến dần. Một năm chúng ta chỉ cần kiến tạo ra 6 người mới. Và 6 người đó, ví dụ như có một người năm nay lên team lead, có một người thì phải 2 năm sau, 3 năm sau, có người thì phải đến 4 năm sau, có người cả chục năm sau. Nó tùy vào năng lực của từng người, tùy vào cái năng lực của họ. Bởi vì có những người học nhanh thì người ta kết thành công nhanh, có những người học chậm hơn, người ta thành công chậm hơn thì người ta chậm hơn. Nhưng cuối cùng rồi người ta cũng đạt được cái mục tiêu. Nên là cái khung thời gian của mỗi người nó có một cái khác nhau. Thì chiều nay anh có làm cái video truyền động lực đấy. Thì đó là cái khung thời gian mỗi người đã có từ điểm đó rồi. Donald Trump thì đến 70 tuổi mới trở thành Tổng thống Mỹ. Trong lúc đó Obama thì đã là 50 tuổi thì đã về hưu mất tiêu rồi, đúng không? Nên là mỗi người có một cái khung thời gian khác nhau. Nên chúng ta đừng lo, cứ bình tĩnh, cứ thoải mái, cứ làm hết mình, cứ cống hiến hết mình, cứ nỗ lực hết mình, rồi thành công nó sẽ đến với chúng ta, đến đúng thời điểm với cuộc đời của chúng ta, đúng không? Yes, hay quá thầy. Như Vinh là một người nhóm S đúng không? Cứ bình tĩnh, cứ làm từng bước, từng bước, từng bước. Thế là hút được Hoàng Nam. Năm nay hút được thêm leader nữa, năm sau hút thêm leader nữa. Thêm 16 năm có 16 leader. Là xong rồi. Yes, yes thầy. Đúng chưa? Từng bước một, từng bước một. Yeah. Thì quan trọng là mỗi lần mình, mỗi ngày mình làm việc ở đây á, mình cảm thấy con người mình trưởng thành hơn. Mỗi ngày mình làm việc, mình cảm thấy là con người mình nó trở nên ý nghĩa hơn. Mỗi ngày mình làm việc, mình cảm thấy là con người mình nó ngày càng phát triển hơn. Đó là cái điều quan trọng nhất. Bởi vì khi con người ta trưởng thành, khi con người chúng ta phát triển, thì tự động nguồn lực nó sẽ đến, tiền bạc nó sẽ đến, mọi thứ nó đến. Còn chúng ta không đủ trưởng thành, chúng ta không đủ lớn, thì tiền có đến rồi nó cũng sẽ mất rất nhanh. Nên tiền có ở với chúng ta hay không á, nó phụ thuộc vào con người chúng ta có đủ lớn để chúng ta đón nhận được điều đó hay không. Nên cái quan trọng là trong thời gian đầu tiên, chúng ta hãy tập trung vào việc rèn luyện và phát triển bản thân. Chúng ta hoàn thiện bản thân mình đi.
Khi chúng ta là một con người có giá trị, chúng ta là một con người tốt, một con người có tài năng, thì tiền nó sẽ đến với chúng ta thôi. Đó là một nguyên lý nó rất là căn bản như vậy thôi. Đúng không? Dạ, đúng rồi. Đó. Ok, đó là một vài điều chia sẻ với mọi người. Thì bây giờ là cũng đã đến 1:30 trong cái buổi tối ngày hôm nay. Nói lúc nãy đấy mà cũng 1:30 rất là nhanh đúng không ạ? Rất là cảm ơn Vinh đã có một buổi tối chia sẻ cùng với tất cả anh chị em trong cái buổi livestream của ngày hôm nay. Và cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta cũng đã theo dõi livestream từ tối đến giờ. Và chúng ta nhận được những bài học gì trong buổi tối hôm nay, thì tôi muốn tất cả chúng ta cùng comment về những bài học mà chúng ta học được trong buổi tối hôm nay dưới đoạn livestream này. Và khi gửi lời cảm ơn tới anh Huỳnh Đức Vinh, bởi vì đã dành ra trong 1:30 vừa rồi để chia sẻ và giao lưu cùng với tất cả chúng ta. Và anh cũng rất cảm ơn Vinh dành cái thời gian buổi tối hôm nay. Và anh muốn thay mặt team gửi tặng em đó là 10 cuốn sách Hành Trình Người Xuất Chúng vào tập 2. Khi nó wow, thì anh sẽ gửi tặng cho em nhé. Wow, tuyệt vời quá. Em cảm ơn thầy. Dạ, thì hôm qua buổi livestream này thì em cũng gửi lời cảm ơn tới thầy Linh để cho em cái cơ hội để mà mình có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình. Thì thực sự thì em cũng là một người bình thường thôi, nhưng mà qua trải nghiệm 2 năm ở Denmark Condi và cơ hội Nuskin thì nó cũng cho em rất nhiều trải nghiệm và giúp em lớn hơn rất là nhiều. Xin cảm ơn thầy đã tạo ra cái sân chơi, tạo ra cái Denmark Condi để giúp cho em này, và đồng thời giúp cho rất nhiều bạn trẻ có cơ hội á, để mình có thể đầu tiên á thì thành nhân trước. Thì cái điều mà em tâm đắc nhất trong này là cái thành nhân đó, thì ở đó là thành nhân rồi sau đó là thành công. Thì trong đây thì em muốn nhắn nhủ tới tất cả các bạn á là hiện tại á DMS Conby là cái đội nhóm mà thực sự ở ngoài kia rất là hiếm, không, hầu như là không có luôn đó. Trong đây kiến thức là thực sự rất là chất lượng, và mọi người trong đây là ai cũng chia sẻ một tâm thế rất là hết mình, cho đi mà cho đi hết mình. Em chưa thấy cái môi trường nào mà nó thực sự nó tuyệt vời đến như vậy. Thì nếu mà bạn nếu mà ai bạn có bạn bè thì mong muốn về kinh doanh, mong muốn về phát triển con người, mong muốn về thành công, thì hãy mời bạn của mình vào đây, có thể là xem những livestream này thôi thì các bạn sẽ thấy được giá trị trong cái demand của bên này. Ok. Yes. Rồi xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái livestream này. Rồi, cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã theo dõi livestream nhá. Cảm ơn Tạ Quang Hiếu. I love you. Rồi, cảm ơn nhá. Yeah. Xin chào các bạn. Yeah. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ, ngủ ngon. Chúc Vinh ngủ ngon nhá. Dạ, cảm ơn thầy. Chúc thầy ngon. Chúc tất cả mọi người ngủ ngon. Yeah. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp, thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông, thì mỗi lần mà Linh upload video lên, thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó, chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.